Đọc truyện Thần Đạo Đan Tôn. Các bạn đang nghe trên kênh Nhà Đọc Truyện. Các bạn nhớ bấm nút like và nút đăng ký theo dõi kênh để được cập nhật những video đọc truyện mới nhất nhé. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Chương 2491 tới 2495. Hắn triển khai thân pháp, cố gắng trốn tránh. Đừng nhìn thân thể của hắn dài, thế nhưng lại linh hoạt tới mức khiến cho người ta sợ hãi thán phục. Hơn nữa mỗi một chân đều có thể chém ra được sát lục chi khí đáng sợ, khiến cho người ta chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Thế nhưng đối thủ của hắn là Kỷ Vô Danh. Đây là một bá chủ thiên kiêu kiếp trước có thể chém giết người dị vực như ngoé. Hiện tại còn mạnh hơn nữa. Kỷ Vô Danh hóa thân thành một cổ thiên ma, sát ý vô cùng lưu chuyển ra, sôi trào như biển. Hắn cũng dùng một tuyệt kỹ thành danh, thân hóa kim cương chiến thần, hoàn toàn không quan tâm tới công kích của Ngô Tâm, tiến quân thần tốc. Một ngón tay điểm ra, ông, tuế nguyệt tan thương, vạn cổ tịch diệt. Oanh! Một kích này đánh ra, trên lưng Ngô Tâm lập tức có một lỗ máu cực lớn. Thiếu chút nữa bị cắt thành hai đoạn. Vạn thế nhất chỉ. Tất cả mọi người kinh hô, kể cả vài tên tiên vương dị vực cũng vậy. Bọn hắn đã từng ném qua đau khổ của tiên pháp này, tổn thất có thể nói là thảm trọng vô cùng. Thực sự là vị đại nhân kia. Tiên vương bên tiên vực thiếu chút nữa ôm đầu kinh hô, không hoàn toàn để ý tới dáng vẻ của tiên vương. Chỉ có Kỷ Vô Danh hoàn toàn không để ý tới. Hắn chỉ đuổi giết Ngô Tâm. Hình thái kim cương chiến thần khiến cho hắn hoàn toàn không quan tâm tới phản kích của Ngô Tâm. Mà vạn thế nhất chỉ của hắn lại liên tiếp điểm ra, dường như muốn làm cho phiến thiên địa này sụp đổ vậy. Chỉ sau 100 chiêu nữa, Ngô Tâm bị tiên vương dị vực cứu về. Nếu không nhất định hắn khó mà giữ được tính mạng. Chuyện này khiến cho bên dị vực triệt để trầm mặc. Một chọi ba, hơn nữa đều là đế tinh cùng giai. Chuyện này chỉ có bọn hắn mới có thể làm được, thế nhưng bây giờ lại xuất hiện trên người một võ giả tiên vực. Quá mạnh mẽ. Nếu như người này đi tới dị vực, như vậy còn có thể trở nên mạnh hơn nữa. Bên tiên vực thì lần nữa hô tên Kỷ Vô Danh, đám tiên vương càng sôi trào, Phật đạo sát thần kia thực sự đã trở lại. Đây là người chủ trương chiến đấu, có hắn, tiên vực dù ở hoàn cảnh xấu, thế hạ phong vẫn có ý chí chiến đấu gấp trăm lần. Chỉ có thể xuất động xích huyết. Mặt khác, lại gọi những người này tới. Đợi khi chúng ta diệt sát tên sát thần chuyển thế này, tiên vực tất sẽ ngăn cản. Mấy người chúng ta không đủ. Được. Chính cường giả dị vực âm thầm phát ra tin tức. Muốn gọi thêm cường giả tiên vương cấp tới đây. Kỷ Vô Danh thật đáng sợ, phải nhanh chóng chém giết. Bên kia, tiên vương tiên vực cũng phát ra tin tức. Bọn hắn đã sớm ngờ tới tiên vương dị vực sẽ không bỏ qua cho Kỷ Vô Danh, muốn gọi thêm tiên vương tới thủ hộ thế thân đại nhân kia chuyển thế. Tương lai, đây chính là nhân vật lĩnh quân tiên vực. Bên dị vực trầm mặc rất lâu thì mới có một nam tử từ phương xa bay tới. Một bước bước ra vô cùng xa. Xích huyết. Võ giả dị vực hoang hô như sấm dậy. Đây là trụ cột chính thức của bọn hắn, Bát Liên thập nhất tầng, là đế tinh vô thượng. Chiến lực thậm chí còn nhảy vào thăng nguyên cảnh, mạnh tới mức không thể nào hình dung được. Người tiên vực thì nhìn về phía thiên kiêu này. Người này hình người, chợt nhìn không có gì khác nhau với người dị vực khác. Nhưng mà khí thế phát ra từ trên thân người này lại rất là đáng sợ. Ngay cả đế giả cũng muốn phủ phục. Trong mắt người dị vực, đây là một vị thiên tôn tương lai. Xích huyết nhìn Kỷ Vô Danh, khóe miệng nở nụ cười ngạo nghễ, không ngờ tới tiên vực lại có đối thủ như vậy. Bất quá hiện tại ta khinh thường đánh bại ngươi, cho ngươi thời gian ngàn năm. Chờ ngươi tiến vào thập nhất bí rồi lại chiến. Nghe nói như vậy, vô luận là tiên vực hay là dị vực đều thầm kêu một tiếng, cùng nhân. Vương giả dị vực thì lãnh đạm nói. Hắn là chiến vật chuyển thế, phải giết chết. Xích huyết ồ một tiếng rồi nói, ngươi lại là chiến vật chuyển thế sao? Ha ha, năm đó ngươi xông vào vực chúng ta chém giết, ta còn chưa sinh ra. Chỉ là nghe nói có một người như vậy mà thôi. Hắn không ngờ lại không thèm coi lời dặn dò của tiên vương vào trong mắt, quả thực đủ hung hăng càng quấy. Hiện tại ta có chút hứng thú. Đến đây, ta sẽ đánh với ngươi hai chiêu. Yên tâm, hiện tại ta khinh thường giết chết ngươi. Đợi khi cảnh giới ngươi bằng ta, ta mới toàn lực ra tay. Lần này Kỷ Vô Danh không có trực tiếp ra tay, mà dò xét Xích Huyết một chút rồi nói. Ngươi là hậu nhân của Xích Viêm. Không sai, tổ tiên ta chính là Xích Viêm Thiên Tôn. Xích Huyết ngạo nghễ nói. Thiên Tôn. Tất cả mọi người kinh hãi, khó trách Xích Huyết lại mạnh như vậy. Cũng khó trách hắn dám không đặt Tiên Vương vào trong mắt, bởi vì tổ tiên hắn là một vị Thiên Tôn. Xích Viêm sao? Kỷ Vô Danh cười lạnh, trên mặt hiện lên vẻ hồi tưởng. Năm đó hắn từng đuổi giết ta. Lưu lại ký ức không thể phai mờ. Xích Huyết thì cười ha hả, nói. Lúc trước tổ tiên ta đuổi giết ngươi, hiện tại là ta giết ngươi. Vị diện cặn bã như các ngươi nên sớm buông tha chống cự đi thôi, để cho chúng ta thôn phệ, dung hợp. Kỷ Vô Danh không nói thêm gì, mà dùng tay mình để trả lời. Không đáng nhắc tới. Xích Huyết cười lạnh, vung quyền đón đánh. Phanh. Kỷ Vô Danh lập tức bị đánh bay, nhưng mà thần quang trên người hắn chớp động không ngờ lại không có bị đánh. Tất cả mọi người hoảng sợ. Bát Liên Thập Nhất Bí là khái niệm gì? Tương đương với Thăng Nguyên Cảnh. Thăng Nguyên Cảnh ra tay với Tiên Phủ Cảnh, không ngờ lại không có tạo thành một kích trí mạng. Quả thực là đang nói chơi. Chỉ có thể nói Kỷ Vô Danh thực sự quá mạnh mẽ. Có chút ý tứ. Khóe miệng Xích Huyết nhếch lên, Kỷ Vô Danh quả thực có chút nghịch thiên. Chỉ là thập bí không ngờ lại có thể miễn cưỡng địch nổi hắn. Nếu như đối phương cũng trở thành thập nhất bí, như vậy nếu tái chiến, hắn có một tia khả năng thủ thắng sao? Tuyệt đối không thể. Xích Huyết không biết khiêm tốn, nhưng mà hắn không thể không thừa nhận, Kỷ Vô Danh quá bất phàm. Đã như vậy thì giết chết hắn đi. Trong lòng hắn sinh ra sát ý, hoàn toàn quên đi lời nói trước đó của mình. Hiện tại hắn cũng chỉ có một suy nghĩ, đó chính là tuyệt đối không thể để cho Kỷ Vô Danh tiến thêm một bước, bằng không sẽ uy hiếp được hắn. Chết! Hắn thét dài một tiếng, cuối cùng cũng toàn lực ứng phó. Oanh, toàn thân hắn có quang mang màu đỏ phun ra, nhuộm đỏ thiên địa. Kỷ Vô Danh rất mạnh, thực sự rất mạnh, thậm chí lịch đại tiên vương cửu trọng thiên lú trước đều không thể đạt tới độ cao này. Có lẽ thập bí tới thập nhất bí là một lần bay vọt về chất. Thập bí vẫn là tiên phủ, nhưng mà thập nhất bí lại có thể địch nổi Thăng Nguyên. Dù là Kỷ Vô Danh mạnh tới nghịch thiên, nhưng mà vẫn không thể nào đền bù được chênh lệch cực lớn như vậy. Vừa đánh hắn đã rơi vào thế hạ phong, sau 100 chiêu hoàn toàn giật gấu vá vai, sau 200 chiêu càng tràn ngập nguy cơ. Dừng tay. Một tiên vương ra tay, tách Xích Huyết và Kỷ Vô Danh ra. Lần này cường giả dị vực không có ngăn cản, bởi vì bọn họ đã đặt quyết tâm, viện binh vừa tới, nắm lấy cơ hội chém giết Kỷ Vô Danh, còn có tất cả người ở đây. Trận chiến này thua. Thế nhưng vẻ mặt võ giả tiên vực lại đang như bay. Tuy bại nhưng vinh. Tiên phủ bại trong tay Thăng Nguyên, không oan. Trái lại, Kỷ Vô Danh có thể chống đỡ nhiều chiêu như vậy dưới tay Xích Huyết, quá cường đại. Chỉ cần hắn bước lên thập nhất bí, như vậy nhất định có thể đuổi giết Xích Huyết một cách đơn giản. Tương lai tiên vực lại lóe sáng, còn có chuẩn đế tinh như Hổ Nữ. Có siêu tân tinh như Vũ Hoàng, lại thêm Kỷ Vô Danh, một đời trẻ tuổi của tiên vực cũng không thua vực khác, thậm chí còn siêu việt. Sắc mặt võ giả dị vực thì âm trầm, lần này không những không chèn ép được sĩ khí của tiên vực, thậm chí còn để cho bọn hắn tăng cường lòng tin, quả thực là trộn gà không được mà còn mất nắm gạo. Xích Huyết thì lạnh lùng nhìn qua bên tiên vực. Chiến ý của hắn sôi trào, sát khí hóa thành thực chất. Không thể chém giết Kỷ Vô Danh khiến cho trong lòng hắn vô cùng khó chịu, nếu như không giết mấy người, hắn không ép được lửa giận trong lòng. Ai ra đi tìm cái chết? Hắn lạnh lùng nói. Bên tiên vực không có ai lên tiếng, hiện tại bên tiên phủ cảnh trong tiên vực không ai có thể địch nổi Xích Huyết. Khục! Lăng Hàn đi ra. Qua lâu như vậy rốt cuộc cũng tới phiên hắn hóa trang lên đài. Hàn Lâm, trở lại. Niếp Hòa Sơn vội vàng lớn tiếng kêu lên. Hắn biết rõ Lăng Hàn là đế tinh, thế nhưng chỉ là nhị bí mà thôi, đây là đang chịu chết. Thẩm Siêu thì cười lạnh, Xích Huyết đủ mạnh để địch lại hắn, đương nhiên hắn không thể thừa nhận Xích Huyết mạnh hơn hắn. Nhưng mà Lăng Hàn quả thực là đang chịu chết. Tuy rằng hắn rất muốn tự tay giết chết Lăng Hàn, nhưng mà đồ sát đồng bào Thông Thiên Quang, hắn cũng phải gánh vác tội danh lớn. Nếu như không phải gánh vác tội danh này đương nhiên là tốt nhất. Những người khác cũng lắc đầu, chỉ là nhị bí, cho dù tới 1.000 cũng chỉ có thể để một ngón tay Xích Huyết chém giết. Ha ha ha, võ giả dị vực thì cười to. Nhị bí cũng dám xuất chiến. Các ngươi không còn ai có thể phái ra sao? Vị diện siêu hạ đẳng yếu như vậy, nhị bí cũng dám đi lên sao? Ngươi! Xích Huyết nhìn Lăng Hàn, lập tức cười lớn, chỉ là nhị bí mà thôi. Đừng nói là để hắn ra tay, ngay cả thần uy của hắn cũng không thể nào thừa nhận được. Cút! Hắn quát một tiếng, sóng âm tuôn ra, hóa thành một mảnh sóng lớn, tất cả đều tạo thành chiến mâu. Không phải ngươi cần đối thủ sao? Ta sẽ chiến với ngươi một trận. Lăng Hàn nhàn nhạt nói, khi chữ trận cuối cùng nói ra, có một chữ chiến màu vàng lóng lánh cũng hiện lên, nghênh đón sóng lớn kia. Phanh, cả hai va chạm, khiến sóng lớn kia lập tức bị dẹp loạn. Xích Huyết lập tức kinh ngạc, chăm chú nhìn về phía Lăng Hàn rồi nói, ngươi không phải là nhị bí. Ai nói ta là nhị bí? Lăng Hàn cười nói. Oanh, khí tức hắn bắt đầu tăng lên. Lập tức tới tam bí. Còn có thể chơi như vậy sao? Tất cả mọi người kinh ngạc, thế nhưng tam bí cũng không thể địch nổi thập nhất bí. Đây là cơ bản trong võ đạo, song phương không biết hơn kém bao nhiêu lần. Còn chưa đủ. Lăng Hàn cười, khí tức chấn động, lại tăng lên một cấp độ. Biến thành tứ bí. Tất cả mọi người giật mình, nhất định Lăng Hàn tu luyện thuật pháp che giấu khí tức nào đó. Tu vi chân thật ít nhất cũng là thập bí, nếu không có khả năng gánh vác được tiếng quát của Xích Huyết. Người tàn sát gà. Có người linh cơ khẽ động, đột nhiên nói. Tiên vực có một đế tinh thần bí, đạt tới độ cao thập bí, một quyền đánh bại Á Mổ. Chỉ là sau trận chiến kia hắn biến mất không thấy tung tích, thậm chí mọi người cũng không biết rõ hắn là ai. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một cường giả thần bí, thậm chí có khả năng đạt tới thập bí, đây không phải là người tàn sát gà thì là ai chứ? Xích Huyết nhướng mày nói. Không nên đùa nghịch lãng phí thời gian, ta ghét nhất người như vậy. Lăng Hàn cười ha hả. Ngươi ghét hay không có liên quan cái lông gì tới ta. Oanh, khí thế của hắn lại tăng lên, đạt tới cấp bậc ngũ bí. Chết. Xích Huyết không thể chịu đựng được nữa, lập tức bắn ra, một quyền đánh về phía Lăng Hàn. Nếu như Lăng Hàn nguyện ý, một ý niệm trong đầu hắn cũng có thể giết chết Xích Huyết, nhưng mà vì che giấu thân thể thiên địa chi chủ, hắn cũng chỉ có thể đánh trả một quyền. Phanh. Thân thể hắn như núi, thế nhưng Xích Huyết lại bị đánh cho lảo đảo, lùi lại 7 bước. Cái gì? Xích Huyết không ngờ lại chính diện đối kháng rơi xuống hạ phong. Đây chẳng những là chuyện người dị vực không tưởng tượng nổi, cũng vượt quá dự liệu của bên tiên vực. Người tàn sát gà. Không ngờ lại mạnh như vậy. Hắn không phải là thập bí mà là thập nhất bí. Trời ạ! Không ngờ tiên vực chúng ta có siêu cấp đế tinh như vậy. Tất cả mọi người ôm đầu kinh hô. Chuyện này bọn hắn sao có thể nghĩ tới được chứ? Lăng Hàn không ngờ lại không phải là thập bí, mà là thập nhất bí. Thậm chí chiến lực còn trên Xích Huyết. Xích Huyết thì trợn hai mắt, hoàn toàn không có biện pháp tin tưởng, có cảm giác như là mộng ảo. Gặp Kỷ Vô Danh cũng khiến hắn vô cùng khiếp sợ, may mà hắn hơn Kỷ Vô Danh một tiểu cảnh giới, còn có thể áp chế đối phương. Vẫn đảm bảo duy trì cảm giác ưu việt của hắn. Thế nhưng phần cảm giác ưu việt này của hắn lại bị đả kích nghiêm trọng. Lăng Hàn chẳng những cảnh giới tương đương hắn, hơn nữa chiến lực còn mạnh hơn. Điều này sao có thể? Hắn là hậu đại của Xích Viêm Thiên Tôn, tổ huyết vô cùng nồng đậm, trừ hậu đại Thiên Tôn ra, hắn chiến một trận cùng giai hẳn là vô địch mới đúng. Thế nhưng lúc này hắn lại còn yếu hơn thiên tài ở vị diện hạ đẳng như vậy. Lăng Hàn cười ha hả, tâm niệm khẽ động, lập tức tràn ra khí tức cường đại của thập nhất bí. Đã muốn chém giết vương giả dị tộc, đương nhiên hắn phải đùa giỡn cho đủ. Lúc này hắn chỉ tay vào Xích Huyết, nói, con khỉ tóc đỏ, có dám chiến với ta một trận hay không? Con khỉ tóc đỏ. Xích Huyết lập tức tốc điên lên, hắn thà rằng giao thủ với Kỷ Vô Danh khi đối phương tăng lên một cảnh giới còn hơn là đối mặt với Lăng Hàn. Bởi vì gia hỏa này thực sự nói quá nhiều, hơn nữa từng câu từng chữ đều nham hiểm, quả thực khiến cho hắn còn chưa chiến đã tức tới thổ huyết. Nếu như chiến lực Lăng Hàn không bằng hắn, vậy hắn còn có thể lập tức tiêu diệt đối phương, tránh lại nghe lời ác độc từ đối phương. Thế nhưng mấu chốt chính là chiến lực đối phương nghiễm nhiên còn hơn hắn, căn bản hắn không thể làm cho đối phương ngậm miệng lại được. Đến chiến. Hắn không nói gì, thân thể nhảy lên, giết về phía Lăng Hàn. Phanh, phanh, phanh. Lăng Hàn tiện tay chống đỡ, hắn là chúa tể phiến thiên địa này. Nếu như khai chiến ở nơi này, không phải là hắn hung hăng càng quấy, nhưng mà cho dù là tiên vương Cửu Trọng Thiên cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng vì diễn kịch, hắn vẫn ra vẻ tương đương với Xích Huyết, hắn cũng chỉ cường đại hơn Xích Huyết một chút mà thôi. Nhưng mà chỉ có ưu thế một chút đỉnh như vậy lại khiến cho Lăng Hàn rất nhanh chiếm thế thượng phong, cũng chậm rãi biến thành ưu thế áp đảo. Người dị vực há hốc mồm, hoàn toàn không nói nên lời. Xích Huyết là đại đế tinh mạnh nhất trong Bát Liên, trừ hắn ra không có ai mạnh hơn nữa. Thế nhưng ngay cả Xích Huyết cũng không địch lại Lăng Hàn, như vậy chẳng khác nào là tầng thứ Bát Liên hoàn toàn tan tác. Không, bọn hắn không có cách nào tiếp nhận được. Xích Huyết, ngươi nhất định phải thắng. Thiêu đốt tổ huyết. Ngươi là hậu đại của Xích Viêm đại nhân. Người dị vực lớn tiếng kêu lên. Xích Huyết trống lớn, hắn cũng không muốn thua. Chiến một trận cùng giai, chỉ có hắn mới có thể nghiền áp chúng sinh. Oanh, hắn thực sự thiêu đốt tổ huyết, một cổ lực lượng thần bí sôi trào trong cơ thể hắn, đó là một loại sức mạnh siêu việt quy tắc. Lăng Hàn lập tức có cảm giác cực kỳ không thoải mái. Giống như có người nào đó đang gây hấn với hắn. Hắn lập tức hiểu rõ, cổ lực lượng trong cơ thể Xích Huyết hẳn là siêu việt tiên vương Ngũ Trọng Thiên, bởi vậy bị quy tắc phiến thiên địa này bài xích, muốn gạt bỏ. Bất quá trong lòng hắn khẽ động, cưỡng ép đè xuống quy tắc sao động. Chỉ vận dụng tổ huyết mà thôi, Lăng Hàn không tin Xích Huyết có thể bước vào cấp bậc thiên tôn. Đây là chuyện quả thực không có khả năng, chiến lực của Xích Huyết dưới cổ lực lượng này tăng tiến lên rất nhiều lần. Nhưng tối đa chỉ từ thăng nguyên tiểu thành sơ kỳ tăng lên tới đại thành sơ kỳ. Đây là thực lực tăng lên gần 100 lần, đáng sợ vô cùng. Lăng Hàn giả vờ giả vịt nói. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới có bí thuật sao? Hắn hét lớn một tiếng. Toàn thân có những tia chớp màu trắng quấn quanh. Lôi quang chi thần, xin ban cho ta lực lượng. Oanh, khí thế của hắn lần nữa tăng vọt, tuy rằng cảnh giới bất đồng, nhưng mà chiến lực lại tăng trưởng như bão tố, ngang hàng với Xích Huyết. Hổ Nữ nhìn qua, không khỏi liên tục vỗ tay cười, Lăng Hàn quả thực thú vị. Xích Huyết thì tức giận tới mức sắp nội thương, Lăng Hàn nhất định đang cố ý. Ngươi vận dụng bí thuật thì vận dụng. Cần gì phải khoa trương như vậy, la lớn như vậy cái rắm. Ngươi chọc giận ta, thực sự chọc giận ta. Xích Huyết trống to, hai nắm tay chấn động, có thần quang quấn quanh. Hiện tại chiến lực của hắn tuyệt đối có thể địch lại thăng nguyên cảnh đại thành. Lăng Hàn không sợ, vẫn tiếp tục ngạnh kháng với Xích Huyết. Hai người đều đang liều bí thuật. Thể hiện sức mạnh, mỗi một chiêu đều không tránh không né, cảnh tượng đương nhiên kịch liệt vô cùng. Lăng Hàn càng đánh càng mạnh, dù Xích Huyết mạnh hơn gấp 100 lần thì thế nào? Hắn lại lần nữa chiếm thế thượng phong, hơn nữa lại là chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Cái này, chuyện này khiến cho người dị vực sắc mặt khó coi, như là phụ mẫu chết vậy. Làm sao có thể? Hậu nhân một vị thiên tôn có thể nói là đế tinh vô địch cùng giai, không ngờ dưới tình huống thiêu đốt tổ huyết lại không địch lại nổi một cặn bã tiên vực. Chuyện này bảo sao bọn họ có thể tiếp nhận được chứ? Không chỉ là như vậy, ngay cả sắc mặt những vương giả của dị vực cũng vô cùng khó coi. Kỷ Vô Danh cường đại còn có thể hiểu được, nhưng mà vì sao Lăng Hàn lại có thể yêu nghiệt như vậy chứ? Một tiên vương dị vực ra tay, hắn rốt cuộc không còn tâm tình đi bận tâm quy củ gì nữa. Hiện tại trong lòng chỉ có một ý niệm, đó là tuyệt đối không thể để cho Lăng Hàn còn sống rời đi. Nếu không đối phương sẽ trở thành mối họa lớn trong lòng dị vực. Mấy kỷ nguyên trước, tiên vực xuất hiện một nhân vật vô cùng cao minh, cơ hồ dùng lực lượng một người ngăn cản bước chân của dị vực. làm hại bọn hắn trong mấy kỷ nguyên tiếp theo chỉ có thể không ngừng đi tới điểm ổn định liên thông hai giới này, không có cách nào toàn diện xâm lấn. Đây là thế giới võ giả hàng đầu, ngàn vạn lần không thể xem thường tác dụng của một võ giả. Bằng không nhất định sẽ hối hận. Ngươi dám. Tiên vương tiên vực cũng ra tay. Lăng Hàn làm cho bọn hắn kinh hỉ vô hạn. Hóa ra còn có một thiên kiêu còn mạnh hơn Kỷ Vô Danh, phải toàn lực bảo vệ. Về sau lại toàn lực bồi dưỡng, ngày sau nhất định có thể đứng cùng chỗ với Kỷ Vô Danh, cùng nhau chống đỡ lá cờ tiên vực. Hừ, tiểu tử này ngày hôm nay phải chết. Lại có thêm tiên vương dị tộc ra tay, chẳng những công kích về phía Lăng Hàn, đồng thời Kỷ Vô Danh cũng nằm trong phạm vi công kích của bọn hắn. Chính tiên vương của tiên vương nghênh đón, toàn lực bảo hộ. Sưu sưu sưu, tiếp viện của dị vực chạy tới, đó đều là cấp bậc tiên vương. Hơn nữa đều là đại năng thập tứ liên. Là lực lượng mạnh nhất mà phiến thiên địa này có thể dung nạp. Phật đạo sát thần chuyển thế kia ở đâu? Tiên vương dị vực vừa tới đã dùng ánh mắt tràn ngập sát khí đảo qua. Ở đằng kia. Tiên vương dị vực ở đây từ đầu liên tục chỉ Kỷ Vô Danh, sau đó lại chỉ về phía Lăng Hàn. Bất quá tiểu tử này càng thêm yêu nghiệt, ngay cả Xích Huyết cũng không phải là đối thủ. Cái gì? Mấy tiên vương dị vực vừa tới ai cũng kinh hô, chuyện này quá kinh người. Chẳng lẽ Xích Huyết không có vận dụng tổ huyết sao? Bọn hắn vội hỏi. Đã vận dụng, nhưng mà vẫn không địch lại được. Chuyện này khiến cho đám tiên vương dị vực vừa mới tới không còn lời nào để nói. Thế nhưng sát khí lại sôi trào, phải không tiếc bất kỳ giá nào diệt sát Lăng Hàn. Cho rằng tiên vực chúng ta không có người sao. Tiếp viện của tiên vực cũng tới, tổng cộng có 34 vị tiên vương, cảnh giới từ thất trọng thiên cho tới ngũ trọng thiên. Không đồng đều. Tiếp tục gọi người. Tiên vương thập tứ liên của dị vực lạnh lùng nói, so số lượng tiên vương sao? Quá nực cười, vị diện cấp thấp như vậy có thể có bao nhiêu tiên vương cơ chứ? Mà bọn hắn lại có bao nhiêu chứ? Căn bản không cần phải so sánh. Lăng Hàn nhẫn nhịn, hiện tại đã có 37 tiên vương dị vực tới, nhưng mà hắn còn muốn nhiều hơn. Muốn âm dị vực một lần cho thỏa. Tiên vương song phương kịch liệt chiến đấu, một bên là bảo vệ, một bên thì toàn lực đuổi giết. Cổ Đằng, ngươi tinh thông quy tắc không gian, mang hai người này rời đi trước. Một tiên vương tiên vực nói. Tốt. Lập tức có một tiên vương lên tiếng đồng ý, phong hào của hắn là Cổ Đằng, tinh thông quy tắc không gian. Hắn ra tay chộp về phía Lăng Hàn và Kỷ Vô Danh. Đừng mơ. Một tiên vương dị vực cũng theo sát, ra tay, đánh lén. Tiên vực lại có thêm tiên vương ra tay, bảo vệ Lăng Hàn và Kỷ Vô Danh. Nhưng mà tiên vương dị tộc cũng ra tay, muốn đánh chết Lăng Hàn và Kỷ Vô Danh. Cổ Đằng tiên vương thủy chung không có biện pháp chộp Lăng Hàn và Kỷ Vô Danh vào tay. Tiên vương dị vực như bị điên, muốn đuổi giết bọn họ, làm cho tiên vương tiên vực chỉ có thể toàn lực thủ hộ. Đây là một trận chiến kịch liệt vô cùng, cuốn một lượng lớn tiên vương vào. Song phương đều có cường giả tiên vương cấp gia nhập, khiến cho chiến đấu ngày càng kịch liệt. Chấn động kịch liệt kia khiến cho phiến thiên địa này rung rẩy, dường như muốn nứt vỡ. Lại nhiều thêm một chút. Lăng Hàn thầm nói trong lòng, hắn một mặt ẩn nhẫn, giả bộ như tu vi chỉ có thập bí. Trước mặt tiên vương căn bản không đủ phân lượng, tiên vương đại chiến, không trung đẫm máu. Rất nhanh có tiên vương vẫn lạc, có tiên vực cũng có dị vực. Nếu như ở tiên vực, tiên vương vẫn lạc sẽ có thiên địa cảm ứng, trời giáng mưa máu các loại. Nhưng mà phiến thiên địa này lại là độc lập. Cho nên vô luận là tiên vương dị vực hay là tiên vương tiên vực cứ như vậy vẫn lạc. Như người bình thường. Tiên huyết nhuộm đỏ không trung, cảnh tượng rất là đáng sợ. Trong mỗi một giọt máu đều có lực lượng quy tắc đáng sợ. Rất đơn giản đã có thể đánh chết một đám thăng nguyên cảnh. Cảnh tượng hỗn loạn vô cùng, người dưới tiên vương chỉ có thể chạy thục mạng mà thôi. Lăng Hàn không muốn sớm lộ diện cho nên cũng lựa chọn bỏ trốn, tránh đi khu tiên vương chiến đấu nghiêm trọng nhất. Bất quá lần này hắn là một dây dẫn đại chiến, tiên vương dị vực sao có thể buông tha hắn được, có rất nhiều đang đuổi sát sau lưng hắn. Hắn trốn đông trốn tây, trước tiên thu tam nữ hổ nữ vào hắc tháp, Vũ Hoàng thì thừa dịp đại chiến loạn, trời sinh là cùng nhân chiến đấu, Lăng Hàn muốn bắt vị nhị ca này lại cũng không được. Đành phải đứng xa xa đối phương, tránh gây họa cho đối phương. Đương nhiên nếu như Vũ Hoàng gặp nguy hiểm, đương nhiên Lăng Hàn sẽ ra tay phát uy. Trong mắt hắn, không có gì quan trọng hơn thân nhân và bằng hữu. Hàn Lâm. Một đạo thân ảnh xuất hiện, ngăn cản đường đi của Lăng Hàn. Lăng Hàn kinh ngạc, bởi vì người này là Thẩm Siêu. Hắn biết rõ Thẩm Siêu ghen ghét mình, nhưng mà vào lúc mấu chốt như vậy lại quan tâm tới tư lợi bản thân. Khí lượng của người này thực sự quá kém. Làm gì vậy? Hắn thản nhiên nói. Giết ngươi. Thẩm Siêu lạnh lùng nói. Nếu như tu vi của Lăng Hàn thực sự chỉ là thập nhất bí, như vậy hắn nhất định sẽ đột phá vòng vây. Nào có thời gian lãng phí từng phút từng giây khiến cho bản thân có thể vạn kiếp bất phục như vậy chứ. Nhưng mà hắn là chủ nhân của phiến thiên địa này. Tất cả tiên vương ở đây cộng lại đều không phải là đối thủ của hắn. Cho nên hắn không vội, hắn cười nói, ồ. Vì sao? Bởi vì ngươi đáng chết. Thẩm Siêu ra tay, hắn không thể lãng phí thời gian. Tiên vương hai giới đều đang ra tay kiềm chế lẫn nhau, mới cho hắn có cơ hội hạ thủ, nhưng mà thời gian tuyệt đối không nhiều. Hắn không dám bỏ mặc cho Lăng Hàn tiếp tục phát triển. Lại là thập nhất bí, thập nhất bí. Nếu như lại tiến thêm một bước, có lẽ Lăng Hàn có thể sánh vai với hắn, thậm chí là nghiền nát hắn. Đây là chuyện hắn không thể nào tha thứ được. Vì sao hắn lại có tự tin ra tay như vậy? Vừa rồi Lăng Hàn bộc phát đại chiến, thiêu đốt tổ huyết hoặc là vận dụng loại bí thuật nào đó. Hiện tại chiến lực nhất định đã sụt giảm. Đúng là cơ hội tốt để ra tay. Về sau hậu quả cứ để cho cường giả dị vực gánh vác là tốt nhất. Trong phiến thiên địa này, dù là thần ý của tiên vương cũng không thể phóng đi quá xa, hắn không cần lo lắng mình sẽ bại lộ. Quanh, hắn tế ra binh khí, hiện tại không phải là luận bàn mà là giết người. Đương nhiên hắn không cần tuân thủ bất kỳ quy củ nào. Trên đỉnh đầu hắn có một tòa bảo tháp. Cũng có 7 tầng, toàn thân trắng như tuyết, có từng đạo quang mang rủ xuống. Đó là từng đạo quang mang màu vàng đất, mỗi một đạo đều nặng nề tới kinh người, có thể mạnh mẽ đánh chết thăng nguyên cảnh. Thứ đồ chán ghét, diệt đồ giả mạo này. Thanh âm của tiểu tháp vang vọng. Được, tới đây. Lăng Hàn lắc đầu. Tiểu tháp chán ghét tất cả mọi thứ hình tháp. Cũng không phải chỉ có nói không thôi. Đi chết đi. Thẩm Siêu phi thân tới, bảo tháp chi khí tuôn ra, đạo quang bắn về phía Lăng Hàn để trấn áp. Còn chưa có tới gần thì một cổ áp lực đáng sợ đã bắn tới, khiến cho ngay cả thăng nguyên cảnh như hắn cũng phải sợ hãi. Lăng Hàn rút lui về phía sau, cũng không đón đỡ. Thẩm Siêu cười ha hả. Đây là một lần duy nhất trong lúc chiến đấu với Lăng Hàn hắn chiếm được thế thượng phong. Lần này khiến cho lỗ chân lông toàn thân hắn đều nở ra, sung sướng vô cùng. Hắn đuổi theo, đánh ra một quyền, kéo lấy quy tắc trong bảo tháp, hóa thành một đầu thổ long. Thẩm Siêu, ngươi báo thù tư, lá gan không nhỏ. Thẩm Siêu thì cười lạnh. Lão tổ ta chính là tiên vương thất trọng thiên, mà ta lại là đế giả. Chính là hậu đại mà tổ tiên ta sủng ái nhất. Vô luận ta gây ra họa gì lão tổ đều có thể thay ta hóa giải. Lăng Hàn lắc đầu, đây quả thực là người bị sủng ái mà trở thành tên vô lại. Nếu như hắn thực sự là đế tinh thập nhất bí, lại chết trong tay Thẩm Siêu, chỉ sợ ngay cả tiên vương cửu trọng thiên cũng nổi giận, đánh tan thân thể Thẩm Siêu này thành từng mảnh nhỏ. Người như vậy, chết cũng không có gì là đáng tiếc. Hàn Lâm, sau khi giết ngươi ta còn có thể đi tìm nữ nhân của ngươi. Ngươi đoán xem, ta sẽ làm gì với các nàng? Thẩm Siêu dùng ngữ khí âm trầm nói. Ánh mắt Lăng Hàn không khỏi lạnh lẽo, hắn vốn còn có kiên nhẫn, nhưng hiện tại, hắn không muốn nhẫn nhịn nữa. Bất quá tiên vương dị vực tới đây cũng đạt tới 137 tên, như vậy cũng đủ rồi. Lăng Hàn ra tay, đấm về phía Thẩm Siêu. Tự tìm đường chết. Thẩm Siêu cười lạnh. Bảo tháp trên đầu hắn chính là do lão tổ Thẩm gia tự mình luyện chế. Tuy rằng không phải là tiên khí, nhưng mà lại được gia trì một tia tiên vương chi lực. Hắn không có cách nào chủ động vận chuyển, nhưng mà bảo tháp lại tự động tản ra đạo quang. Chỉ cần đụng vào, tất cả thăng nguyên cảnh đều chỉ có thể ngoan ngoãn bị trấn áp mà thôi. Lăng Hàn không ngờ ra tay đánh tới. Đây không phải là muốn chết thì là gì? Nhấm nháp tư vị thống khổ đi. Thẩm Siêu nở nụ cười trào phóng, bởi vì tay Lăng Hàn đã chạm tới đạo quang. Phanh. Một tiếng nổ giòn giã vang vọng, Lăng Hàn tiến quân thần tốc, nắm lấy bảo tháp, sau đó dùng lực nhéo một cái, chuẩn tiên kim không biết là mấy tinh này lập tức hóa thành vô số mảnh vỡ. Tay Lăng Hàn lại rơi xuống. Nắm lấy cổ Thẩm Siêu. Biến hóa này quá nhanh, Thẩm Siêu căn bản không phản ứng kịp. Hắn kinh ngạc nhìn Lăng Hàn, vẻ mặt tràn ngập vẻ khó hiểu. Làm sao có thể cơ chứ? Đây chính là bảo khí mà lão tổ hắn tự tay luyện chế, chính là cấp bậc bát tinh. Ngay cả cường giả thăng nguyên cảnh cũng khó có thể đánh vỡ. Thế nhưng Lăng Hàn chỉ va chạm nhẹ một cái thì bảo tháp đã vỡ. Hoàn toàn không có đạo lý. Không có khả năng. Không có khả năng. Không có khả năng. Thẩm Siêu thì thào, chỉ biết không ngừng nói bốn chữ này mà thôi. Được rồi, ta cho ngươi biết một chuyện càng không có khả năng hơn. Lăng Hàn cười cười, thân thể chuyển động, rốt cuộc cũng tới lúc hắn bắt đầu thu hoạch. Nhân tộc nhỏ bé, dâng tính mạng của ngươi ra. Sau khi phát hiện bóng dáng của Lăng Hàn, một tiên vương dị vực lập tức phóng tới. Hiện tại không có tiên vương nào ở gần Lăng Hàn, đúng là thời điểm tốt nhất để ra tay. Không. Chư vị tiên vương tiên vực thì rống to, một thiên tài tuyệt diễm như Lăng Hàn không thể để mất được. Thế nhưng cảnh giới chênh lệch lớn như vậy, một kích tiện tay của tiên vương cũng có thể khiến cho Lăng Hàn tan thành mây khói. Không. Thẩm Siêu kêu to, bởi vì hắn đã bị Lăng Hàn nắm bắt, dưới một kích của tiên vương, hắn nhất định sẽ phải chết. Như vậy không phải lỗ lớn hay sao? Hắn có liên quan cái lông gì tới chuyện này, sao lại kéo hắn đệm lưng chứ? Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, nói, không có việc gì, không có việc gì. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng nhấn một cái. Ông, đạo công kích mà tiên vương dị vực đánh ra lập tức dừng lại. Sau đó ầm ầm tán loạn. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường lâm vào yên tĩnh. Đây chính là tiên vương ra tay. Không ngờ lại bị Lăng Hàn hóa giải nhẹ nhàng như thế. Có khả năng sao? Là sự thực sao? Bọn họ đang nằm mơ sao? Nhưng mà sau khi sững sờ, tất cả tiên vương đều tìm, là ai ra tay thay Lăng Hàn. Muốn cho bọn hắn tin tưởng một tiên phủ cảnh, dù là tu ra thập nhất bí cảnh, có thể so sánh với thăng nguyên. Nhưng mà muốn đối địch với tiên vương, dù thế nào cũng là chuyện không có khả năng. Hừ. Tiên vương dị vực trước đó ra tay cười lạnh một tiếng, lần nữa ra tay. Oanh, hắn đánh ra một đạo hắc quang, giống như mũi tên vọt về phía Lăng Hàn. Mau buông ta ra. Thẩm Siêu thì kêu to, ngươi muốn chết thì một mình ngươi chết là được rồi, cần gì phải kéo ta vào một chỗ như vậy. Có tiên vương có thể hóa giải một kích thay Lăng Hàn. Có thể hóa giải 2 kích, nhưng mà 10 kích, 100 kích, dù thế nào cũng phải xuất hiện một lỗ hổng. Mà chỉ cần có một lần như vậy, hắn và Lăng Hàn nhất định sẽ chết. Lăng Hàn chết hay không hiện tại hắn không còn quan tâm, quan trọng là hắn không muốn chết. Lăng Hàn khẽ lắc đầu. Ta đã nói không có việc gì, sao ngươi lại không tin tưởng ta chứ? Hắn lần nữa vươn tay nhấn một cái. Hắc quang lập tức dừng lại, thậm chí còn chuyển hướng, đánh tới tiên vương dị vực. Chuyện này khiến cho tất cả tiên vương đều hoảng sợ biến sắc. Hóa giải một kích của tiên vương cũng không có gì là kinh ngạc. Tiên vương nơi này phần lớn là tiên vương ngũ trọng thiên. Thế nhưng muốn làm cho công kích của tiên vương thập nhất liên đảo ngược, ngay cả tiên vương ngũ trọng thiên cũng không có cách nào làm được. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Bổn tọa không tin. Tiên vương dị vực trống lớn, hắn bắt đầu tích xúc đại chiêu. Tin rằng sau lưng Lăng Hàn tất có một vị tiên vương cường đại bảo hộ. Hắn là thập nhất liên, bảo hắn đi đánh với một tiên vương ngũ trọng thiên, nhất định hắn không phải là đối thủ. Nhưng mà hắn muốn đổi giết một tiên phủ cảnh nho nhỏ, nhất định sẽ có cơ hội. Có khả năng. Cẩn thận mấy cũng có sơ sót, ngay cả tiên vương cũng không phải là ngoại lệ. Nhất là dưới đại chiêu, chỉ cần một đạo dư âm ảnh hưởng còn lại quét trúng Lăng Hàn cũng có thể giải quyết vấn đề. Ngươi điên rồi sao, mau tránh, mau tránh. Thẩm Siêu hét lớn, hắn thực sự không muốn chết. Lúc này bảo hắn gọi Lăng Hàn là tổ tông cũng được. Tiểu tổ tông, ta va ngươi, cầu ngươi mau trốn đi. Đây là đại nhân vật tiên vương cấp nha. Lăng Hàn mỉm cười, giơ chân phải lên, dẫm về phía tiên vương dị vực kia. Lăng Hàn dẫm ra một cước, hóa thành một cái chân lớn màu đen, như là núi cao đạp về phía tiên vương dị vực. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người đều lắc đầu. Đây quả thực là con sâu cái kiến khiêu khích sư tử. Đừng nói là một cước của ngươi hóa thành núi cao, cho dù hóa thành một tinh thần thì thế nào chứ? Trước mặt lực lượng cấp bậc tiên vương căn bản không có chút sức lực nào, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Hơn nữa ngươi dám chủ động khiêu khích cường giả tiên vương cấp, lại dùng tới chân. Đây là miệt thị tới bực nào chứ? Tiên vương dị vực kia càng phẫn nộ tới điên cuồng. Ngươi ỷ vào có một tiên vương ở sau lưng thủ hộ mà dám khinh miệt ta như vậy sao? Các bạn đang nghe trên kênh Nhà Đọc Truyện. Chương 2496 tới 2500. Muốn chết. Hắn đang tích xúc đại chiêu, công kích Lăng Hàn cho nên khinh thường để ý. Bất quá chỉ là một cặn bã thập nhất bí, cho dù để đối phương đánh trúng thì thế nào chứ? Đợi khi hắn đánh ra đại chiêu này là có thể khiến cho uy hiếp lớn nhất với dị vực bọn hắn tan thành mây khói. Không nên, không nên, không nên. Thẩm Siêu thì sợ tới mức mặt xanh lại. Một cước này đạp xuống, tên tiên vương dị vực kia nhất định không bị sao cả, thế nhưng lực phản chấn của tiên vương, vô luận là hắn hay là Lăng Hàn đều không thể địch nổi, có thể bị đánh thành tro bụi. Hắn còn chưa muốn chết. Oanh, dẫm một cước xuống, một tiếng phanh vang vọng. Tiên vương dị vực kia lập tức biến mất không thấy, chỉ có cái chân lớn kia còn đang ở đó. Giống như hóa thành thực chất. Hít. Ồ. Trong nháy mắt, toàn trường lâm vào yên tĩnh, giống như vừa rồi Lăng Hàn có thể hóa giải một kích của tiên vương dị vực vậy, đây là kết quả mà mọi người tuyệt đối không thể nào tin nổi. Một tiên phủ cảnh nho nhỏ, trước mặt tiên vương căn bản chính là con sâu cái kiến. Thế nhưng sau khi đạp một cước xuống, vị tiên vương dị vực kia lại biến mất không còn tăm hơi. Không, ngay cả khí tức cũng không có, giống như là thần hình câu diệt vậy. Chuyện này ai có thể tiếp nhận, ai có thể tin tưởng chứ? Hiện giờ ngươi tin chưa? Lăng Hàn cười, nói với Thẩm Siêu. Thẩm Siêu há hốc mồm, bộ dáng như kẻ ngu ngốc, đầu óc hắn lúc này đã trống rỗng. Lăng Hàn nhấc chân, oanh, cái chân lớn kia cũng giơ lên, bụi mù tản ra. Chỉ thấy tiên vương dị vực kia đã hóa thành đống thịt vụn. Điều thú vị là hình thái của tiên vương dị vực này là một con gián, giống như là một con rệp bị giết chết vậy. Đường đường là cường giả thập nhất liên, không ngờ lại chết không có ý nghĩa như vậy, uất ức tới mức không thể nào tiếp nhận được. Toàn trường xôn xao, mọi người từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Thứ còn lại chính là nghi hoặc và khó hiểu mãnh liệt. Đây thực sự là một cường giả ra tay hộ Lăng Hàn sao? Tiên vương ngũ trọng thiên quả thực có thể nghiền áp tam trọng thiên, nhưng mà có thể tiến vào tiên vương, ai mà không phải là thiên trung kỳ tài chứ? Cho dù chênh lệch hai cảnh giới nhỏ cũng không thể thiên về một bên như vậy. Nhưng nơi này hạn chế cảnh giới, tiên vương ngũ trọng thiên căn bản không thể tiến vào, như vậy phải giải thích thế nào chứ? Chẳng lẽ người tiên vực nắm giữ biện pháp đặc thù, có thể để cho tiên vương ngoài ngũ trọng thiên tiến vào? Tiên vương dị vực khác thầm nghĩ. Chẳng lẽ chúng ta nắm giữ biện pháp đặc thù, có thể khiến cho tiên vương ngoài ngũ trọng thiên tiến vào sao? Tiên vương tiên vực thì âm thầm suy nghĩ như vậy. Bổn tọa không tin. Một tiên vương dị vực ra tay, vươn tay đánh về phía Lăng Hàn. Oanh, một miếng phù văn sáng lên, khí tức chí cao vô thượng lưu chuyển, đây là một vị cường giả thập tứ liên. Tiên vương ngũ trọng thiên, là lực lượng mạnh nhất nơi này. Lúc này những tiên vương tiên vực cũng quên chạy tới cứu. Hoặc là nói bọn hắn đã bị lực lượng sau lưng Lăng Hàn làm cho khiếp sợ, muốn nhìn xem cổ lực lượng kia hóa giải thế nào. Thẩm Siêu thì bị dọa không nhẹ. Hắn không tin Lăng Hàn có năng lực đối kháng với tiên vương cho nên lại lần nữa sợ tới mức mặt xanh lại. Vốn hắn có lá gan không nhỏ, nhưng nhiều lần lọt vào công kích của tiên vương, cho dù gan hắn lớn tới đâu cũng không gánh được. Oanh, bàn tay lớn đánh tới, cả không trung rung rẩy, đây là cấp bậc lực lượng cực hạn. Lăng Hàn mỉm cười, ngưng quyền rồi đánh ra. Oanh! Bàn tay lớn của tên tiên vương dị vực này lập tức bị nứt vỡ. Tiên vương dị vực rên lên một tiếng, tay phải lập tức có máu tươi tràn ra. Đây chính là quy tắc cắn trả, khiến cho hắn bị thương. Thấy một màn như vậy tất cả tiên vương đều không thể nghi ngờ, sau lưng Lăng Hàn căn bản không có tiên vương nào khác, mà là bản thân hắn thực sự có thực lực đối kháng tiên vương. Làm sao có thể? Chỉ là thập nhất bí mà thôi. Thẩm Siêu cũng chết lặng nhìn Lăng Hàn, hắn cảm thấy tên này là một ma quỷ, trong lòng hắn sợ muốn chết, mật cũng như muốn vỡ ra. Lăng Hàn cười ha hả, nói, dám ra tay với ta, lá gan không nhỏ. Hắn bỗng nhiên bộc phát sát ý khôn cùng, thân thể lóe lên, đã xuất hiện ở trước người tiên vương thập tứ liên dị vực, sau đó đánh ra một quyền. Thực lực tiên vương đương nhiên rất mạnh, thần ý vô cùng nhạy cảm. Cơ hồ trong nháy mắt khi Lăng Hàn xuất hiện, tiên vương thập tứ liên kia cũng ra tay, đánh về phía mặt Lăng Hàn. Lúc này biểu hiện của Thẩm Siêu không tệ, không ngờ lại không thét lên. Chỉ là nếu như nhìn kỹ có thể thấy được mắt hắn đã trợn trắng, trực tiếp bị dọa cho ngất đi. Lăng Hàn cường đại dọa cho hắn ngất đi. Phanh! Nắm đấm của Lăng Hàn tới nhanh hơn, đánh vào trên đầu tiên vương thập tứ liên kia. Chỉ thấy đầu cường giả tiên vương dị vực kia như là dưa hấu, lập tức vỡ thành vô số mảnh nhỏ. Thân thể không đầu lay động vài cái. Phanh, thân thể nặng nề đổ ập xuống mặt đất, mất mạng. Không có thiên địa đồng bi, chết đi giống như một tiểu nhân vật không quan trọng vậy. Lăng Hàn thuần tìm ra thần khí không gian trên người cường giả này, nhét vào trong túi. Chuyện như vậy quả thực hắn đã làm rất nhiều. Từng ực, tiếng nuốt nước bọt không ngừng vang vọng. Đây chính là tiên vương thập tứ liên. Tương đương với tiên vương ngũ trọng thiên. Đế giả nếu như không có gì ngoài ý muốn cũng chỉ có đẳng cấp này mà thôi. Thế nhưng trước mặt Lăng Hàn, người mạnh như vậy nói giết là giết, giống như một con kiến vậy, không có ý nghĩa. Vừa rồi ai nói Lăng Hàn là con sâu cái kiến cơ chứ? Nhanh đứng ra, cam đoan đánh không chết hắn. Ngươi đạt được khởi nguyên ma phương. Rốt cuộc tiên vương dị vực cũng kịp phản ứng, chỉ vào Lăng Hàn rồi nói, thanh âm run rẩy. Không ổn. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười nói. Rốt cuộc cũng có người thông minh. Bất quá, quá muộn rồi. Sắc mặt tiên vương dị vực đại biến, bọn hắn không phải là sợ hãi Lăng Hàn đạt được khởi nguyên ma phương, mà là phiến thiên địa này quá nhỏ. Lăng Hàn dù đạt được ma phương, chiến lực mạnh nhất cũng chỉ có khả năng là tiên vương bát trọng thiên, cửu trọng thiên, còn xa không phải là đối thủ của thiên tôn. Chỉ khi nào đánh nát phiến thiên địa này, tạo thành cơn bão đáng sợ, thậm chí ảnh hưởng tới tính ổn định của nơi liên thông hai giới, như vậy ngay cả thiên tôn cũng chịu thiệt. Đây mới là chỗ bọn hắn nhíu mày. Các ngươi cũng không cần suy nghĩ xa như vậy, bởi vì ta sẽ đánh bại từng người một trong các ngươi. Lăng Hàn dùng ngữ khí lạnh lùng nói. Chiến tranh hai giới, không có đồng tình và thương cảm, chỉ có giết chóc. Chỉ có một bên ngã xuống mới có thể vĩnh viễn giải quyết tranh chấp. Đi! Tiên vương dị vực quát, tiểu tử này tuy rằng cảnh giới còn xa không tới tiên vương cảnh, nhưng mà bây giờ nắm giữ khởi nguyên ma phương, trở thành thiên địa chi chủ của phiến thiên địa này. Bọn hắn có thể tiến vào phiến thiên địa này, nói rõ không bằng phiến thiên địa này. Như vậy cũng không phải là đối thủ của Lăng Hàn. Cho nên cứng chọi cứng là chuyện không có tiền đồ. Như vậy chỉ là giao tính mạng ra mà thôi. Bọn hắn có hơn 130 tiên vương, nếu như cùng trùng kích, chẳng lẽ một người cũng không thể trốn thoát sao? Oanh, tiên vương dị vực quay đầu rời đi, xem ra chỉ có thể mời thiên tôn ra tay, hủy đi phiến thiên địa này, dù bởi vậy mà chậm chạp 10 ức năm, thậm chí là một kỷ nguyên cũng không tiếc. Ta để cho các ngươi đi sao? Lăng Hàn lãnh đạm nói, hắn muốn đại phát thần uy. Lăng Hàn ra tay, như hổ lạc vào bầy dê, một quyền đánh ra lập tức có một tiên vương dị vực bị giết chết. Đơn giản mà thô bạo. Cường giả cấp bậc tiên vương không ngờ lại giống như con cừu nhỏ, không có chút lực phản kháng nào. Chuyện này khiến cho da đầu mọi người rung lên, giống như Lăng Hàn hóa thân thành đại ma đầu cấp bậc cửu trọng thiên. Giết tất cả đều nằm trong khống chế của hắn. Tiên vương tiên vực thì cảm khái, lúc này dù là ai cũng có thể nghĩ ra được, Lăng Hàn nhất định là cố ý ẩn nhẫn, muốn đợi tiên vương dị vực tới đủ nhiều mới lộ ra giao mổ, cho nên đây là đóng cửa đánh chó, một trận giết chóc. Không có ai có thể ngăn cản được Lăng Hàn, hắn là chủ nhân phiến thiên địa này. Trừ phi Thiên Tôn ra tay, hay là tới một vị chuẩn Thiên Tôn, nếu không ai có thể là đối thủ của hắn chứ. Giết! 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 Lăng Hàn giống như là ác ma địa ngục, trong mắt hắn không nhìn ra một tia thương cảm nào, hai giới đối lập, hắn giết võ giả dị vực là cứu vớt gia viên của mình. Như vậy đương nhiên không có khả năng nhân từ nương tay. Không chỉ tiên vương dị vực nằm trong đối tượng thảm sát của Lăng Hàn, ngay cả các đế tinh cũng trở thành người trong danh sách đồ sát. Nếu như bỏ mặc cho những đế tinh này phát triển, đều có thể trở thành cấp bậc tiên vương cửu trọng thiên, thậm chí còn có khả năng trở thành thiên tôn. Không. Phanh. Sâm Lạc vừa mới nói ra một chữ thì đã bị Lăng Hàn không chút lưu tình đánh nát đầu. Đế tinh thì thế nào? Trước mặt lực lượng chuẩn thiên tôn đều là cặn bã. Lăng Hàn mặt không biểu tình, hóa thân ngàn vạn, đồng thời đuổi giết tất cả võ giả dị vực. Nại u rít gào, ba chiếc sừng đều tỏa sáng, phù văn sáng chói, hóa thảnh biển, sau đó cũng vô dụng. Lăng Hàn điểm ra một ngón tay, phanh, nàng hóa thành thịt vụn. Ngô Tâm điên cuồng trốn, nhưng mà lại có một đạo kiếm quang chém tới, lập tức đuổi theo hắn, chém hắn thành ngàn vạn đoạn. Ngươi không nên giết ta. Xích Huyết trống to, cuối cùng hắn cũng hiểu sao mình và Lăng Hàn lại có chênh lệch lớn như vậy, người ta nắm giữ khởi nguyên ma phương, ngay cả tiên vương cũng có thể dùng một quyền đuổi giết, huống chi là bát liên thập nhất bí như hắn. Hắn không cam lòng, hắn không phục. Hắn là hậu đại của Xích Viêm Thiên Tôn, tôn quý không có cách nào hình dung. Sao có thể chết ở chỗ này chứ? Trong miệng hắn thì thào, lực lượng quỷ dị chấn động, hắn đang gọi tên thật của Xích Viêm Thiên Tôn. Tên thật của Xích Viêm Thiên Tôn rất ít người biết rõ, bởi vì sau khi gọi sẽ có nhân quả, quan hệ rất lớn. Bất quá Xích Huyết chính là hậu nhân của Xích Viêm Thiên Tôn, trong huyết mạch có khắc tên thật của vị Thiên Tôn này. Xích Huyết kích hoạt huyết mạch, làm tên thật Xích Viêm Thiên Tôn lộ ra, hóa thành quang mang chiếu sáng thiên địa. Niệm tên Thiên Tôn, đây là một loại nhân quả rất lớn, bởi vì Thiên Tôn kỳ thực không nên tồn tại trong thiên địa, muốn triệu hoán một đám ý niệm của hắn tới, đương nhiên sẽ bị thiên địa nhằm vào. Lăng Hàn lập tức có cảm ứng, có một cổ lực lượng cường đại khiến cho trong lòng hắn run sợ một cách khó hiểu. Đồng thời cổ lực lượng này còn đang tăng tiến một cách vô hạn. Phải biết rằng hiện tại hắn là chuẩn thiên tôn, lực lượng khiến cho trong lòng hắn run sợ sẽ mạnh tới đâu chứ. Xích Viêm Thiên Tôn sắp xuất hiện. Lăng Hàn hừ một tiếng, trong đầu suy nghĩ, lập tức đánh Xích Huyết thành cặn bã, quá trình triệu hoán thiên tôn sẽ gián đoạn. Không. Tiên vương dị vực rít gào. Xích Huyết quá quan trọng, chẳng những là đế tinh vô địch mà còn là hậu nhân một vị thiên tôn. Kêu gào cái gì? Lăng Hàn lạnh lùng nói, hóa thân cùng động, lần lượt, từng vị tiên vương dị vực bị hắn đánh nát. Nhưng mà trên bầu trời lại bị một cổ lực lượng mạnh mẽ xé rách, một đạo thân ảnh hiển hiện, nhưng lại nhạt vô cùng, gần như trong suốt. Thế nhưng cho dù là như vậy, hắn vẫn tản mát ra khí tức cường đại vô cùng. Giống như chỉ cần một ý niệm cũng có thể khiến cho phiến thiên địa này nứt vỡ vậy. Xích Viêm đại nhân. Những tiên vương dị vực may mắn còn sống sót đều quỳ xuống, vẻ mặt tràn ngập kính cẩn. Bởi vì đây chính là Xích Viêm Thiên Tôn của dị vực. Người dị vực vui mừng quá đỗi, trong mắt bọn hắn, chỉ cần Thiên Tôn xuất hiện. Không có gì là không giải quyết nổi. Mở phong tỏa thả người. Xích Viêm Thiên Tôn mở miệng, khí thế đáng sợ chấn động, như là trời long đất lở. Lăng Hàn không khỏi cười nói. Nếu như ngươi đem một đám thần niệm hàng lâm, có phải là đối thủ của ta hay không khó mà nói được. Huống hồ chỉ là một đạo tàn ảnh. Lão đầu, đừng có giả trang, sớm muộn ta cũng đi băm đầu chó của ngươi. Lớn mật. Làm càng. Người dị vực giận dữ mắng mỏ, không ngờ lại dám nói chuyện với thiên tôn chí cao vô thượng của bọn hắn như vậy, khiến cho bọn hắn giận dữ không thôi. Trong lòng người dị vực, thiên tôn chính là vị thần bất diệt. Đây là thiên địa của ta, cút cho ta. Lăng Hàn đánh ra một quyền, oanh, tàn ảnh của Xích Viêm Thiên Tôn lập tức bị hắn tiêu diệt. Tiên vương dị vực đều há hốc mồm. Tuy rằng đây chỉ là một đạo tàn ảnh của thiên tôn, ngay cả một đám ý niệm trong đầu cũng không phải, thế nhưng trơ mắt nhìn một quyền Lăng Hàn đánh bại vẫn khiến cho bọn hắn bị trùng kích mãnh liệt. Đây là đang nghịch thiên. Lăng Hàn hừ một tiếng, ánh mắt đảo qua, sát ý sôi trào. Một vị tiên vương đã bị kinh động, hắn phải mau chóng ra tay. Nếu không vị thiên tôn này sẽ rất nhanh tới đây. Phiến thiên địa mới này có thể ngăn cản được một vị thiên tôn hay không khó mà nói được. Huống chi dị vực không chỉ có một vị thiên tôn. Phanh phanh phanh. Từng đạo máu tươi bắn ra, không có ai là địch của Lăng Hàn. Chỉ trong mấy hô hấp, Lăng Hàn tàn sát tất cả sinh linh của dị vực. Hắn tắm máu địch nhân, đứng ngạo nghễ trên bầu trời. Dù chỉ là một thân ảnh lẻ loi trơ trọi, nhưng vẫn khiến cho nhân sinh có cảm giác dù thiên quân vạn mã của dị vực tới cũng không làm gì được hắn, không thể khiến cho hắn lùi về phía sau. Thẩm Siêu tỉnh lại, hai chân hắn run rẩy, nói, ta phục, ta phục, ta phục. Nói tới nói lui cũng chỉ hai chữ này mà thôi. Lăng Hàn hừ một tiếng, nói, ngươi báo thù tư, nếu không phải thực lực ta hơn xa ngươi, ta đã sớm trở thành cô hồn giả quỷ. Ngươi nói lời này là đang định gạt quỷ sao? Tiểu nhân như ngươi còn sống cũng là lãng phí tài nguyên. Khí thế hắn vô cùng mạnh mẽ, lại thêm khí thế tiêu diệt tiên vương dị vực càng làm cho khí thế hắn đáng sợ vô cùng. Thẩm Siêu bị dọa cho té đái, không có biện pháp. Lúc này tương đương hắn đang đối mặt với một vị chuẩn thiên tôn. Hơn nữa trước đó lại bị kinh sợ nhiều như vậy đã sớm dọa hỏng lá gan của hắn. Cho nên hiện tại căn bản không còn phong thái của đế giả chút nào. Kính xin hạ thủ lưu tình. Một vị tiên vương mở miệng. Đây là người tiên vực ta, không được phạt riêng. Giết người dị vực khác cho dù nhiều hơn nữa cùng là cống hiến cho tiên vực. Thế nhưng đồ sát đồng bào tiên vực đó chính là tội lớn. Huống chi Thẩm Siêu lại là một đế giả. Tương lai tối thiểu cũng trở thành tiên vương ngũ trọng thiên, là lực lượng không thể bỏ qua. Phanh, Lăng Hàn ra tay, đầu Thẩm Siêu lập tức bị đánh nát, thần hình câu diệt. Hắn đã tha cho Thẩm Siêu mấy lần, nhưng mà đối phương chẳng những không thu liễm, ngược lại còn càng quyết tâm giết hắn. Coi hắn là tượng đất, tình tình tốt không biết nổi bão hay sao. Sắc mặt tiên vương mở miệng có chút khó coi, hắn và tiên vương Thẩm gia có chút sâu xa, mới chủ động mở miệng như vậy. Không ngờ Lăng Hàn lại dám không bán mặt mũi cho hắn. Bất quá chỉ là vận cứt chó nhận được khởi nguyên ma phương mà thôi, một khi rời khỏi đây, một ngón tay của hắn có thể nghiền nát con rệp này. Nhưng mà người bất mãn cũng chỉ có hắn. Những người khác, kể cả các tiên vương ai cũng mừng rỡ không thôi. Bởi vì trận này trọn vẹn giết 130 tiên vương dị vực. Còn có rất nhiều người nổi bật trẻ tuổi, đối với dị vực tuyệt đối là một kích nặng nề. Nếu như ở tiên vực, chỉ sợ phải 2-3 kỷ nguyên mới có thể khôi phục lại. Vạn tuế. Tất cả mọi người hoan hô. Phanh. Nhưng đúng lúc này thiên địa như muốn rung lên. Dường như muốn nứt vỡ. Thiên địa rung rẩy dữ dội, lung lay sắp đổ. Sắc mặt Lăng Hàn tái nhợt, chỉ cảm thấy khó chịu tới mức sắp phun máu. Phiến thiên địa này đang bị oanh kích, mà hắn dung hợp vào làm một thể với phiến thiên địa này. Thiên địa bị thương hắn cũng bị thương. Hắn nhìn thấy rõ ràng, ở đầu bên dị vực có một tồn tại đáng sợ đang ra tay với khu vực trung lập. Đánh ra một kích là có thể khiến cho cả thiên địa rung rẩy, căn bản không thừa nhận nổi trọng kích. Xích Viêm thiên tôn. Đối phương đã tới, chỉ trong giây lát ngắn ngủi như vậy, cũng không biết từ góc nào của dị vực chạy tới, tốc độ khiến cho người ta sôi máu. Đây không biết có phải là chân thân của đối phương hay không, nhưng mà cao chừng 10 trượng, ở trần. Trên da có vô số bùa văn. Dù hiện tại Lăng Hàn có cấp bậc chuẩn thiên tôn cũng không có cách nào nhìn thấy rõ bộ dáng cụ thể của đám phù văn này. Phía sau hắn còn có một hư ảnh cao vài ức vạn trượng. Hắn đánh ra một quyền, hư ảnh kia cũng đánh một quyền ra theo, đánh vào khu vực trung lập, đánh cho thiên địa rung rẩy, sắp sụp đổ. Khi thần thức Lăng Hàn đảo qua, Xích Viêm thiên tôn lập tức cảm ứng được. Hắn cũng nhìn qua. Hai mắt dường như có thể nhìn thấu không gian vô cùng, nhìn thấy chân thân của Lăng Hàn. Đi. Lăng Hàn vội vàng nói, chỉ bị nhìn một cái mà đã làm cho máu trong cơ thể hắn sôi trào, giống như muốn bạo tạc, nổ tung thành từng mảnh nhỏ. Phiến thiên địa này căn bản không ngăn được một vị thiên tôn, chỉ có thiên địa như tiên vực mới có thể làm được. Bàn tay lớn của hắn khẽ cuốn, tất cả mọi người phi thân, lập tức bị hắn ném ra khỏi khu vực trung lập, đi tới thông thiên quang phía dưới. Lăng Hàn xoay người, ở chỗ này hắn vẫn có thể nhìn thấy hư ảnh Xích Viêm thiên tôn huyễn hóa ra. Người này thực đáng sợ, quả thực có uy năng một quyền đánh nát thiên địa. Tiểu Tháp, ta hỏi ngươi một chuyện. Lăng Hàn đột nhiên mở miệng. Trao đổi với Tiểu Tháp. Sau khi tim đập ít nhất 100 lần, Lăng Hàn gật đầu, bước ra khỏi khu vực trung lập. Hắn vừa mới đi ra ngoài thì Xích Viêm thiên tôn cũng dừng công kích, ánh mắt của hắn giống như có thể nhìn xuyên qua ức vạn dặm không gian, vẫn nhìn chăm chú vào trên người Lăng Hàn. Chỉ là trong thiên địa tiên vực có lực lượng mạnh hơn áp chế thiên tôn chi lực. Cuối cùng Lăng Hàn cũng không cảm nhận được cảm giác bạo tạc như muốn nổ tung nào. Tuy rằng hắn rất khó chịu. Lăng Hàn liếc mắt nhìn thật sâu, đây là lực lượng thiên tôn, cũng là thứ hắn muốn đạt tới. Lực lượng siêu việt, hắn nhớ kỹ lực lượng này. Hắn mạnh mẽ quay đầu đi, tiến về phía thông thiên quang. Khi hắn tiến vào trong thông thiên quang, chỉ thấy tiếng hoang hô như sấm dậy vang vọng. Người tàn sát gà. Hàn Lâm. Mọi người đều đang gọi tên hắn, trên đường phố dài đều là người, mỗi một người đều phấn chấn không thôi. Lăng Hàn biết rõ, nhất định chuyện hắn chôn toàn bộ tiên vương dị vực trong khu vực trung lập đã được truyền ra ngoài. Mặc dù có một ít tiên vương dị vực không phải là do hắn giết, nhưng mà ít nhất hắn cũng chém giết 9 thành tiên vương. Mà tiên vực cần một siêu cấp anh hùng để đề tăng sĩ khí, bởi vậy toàn bộ chiến công đều tính lên trên đầu Lăng Hàn, khiến cho vầng sáng xung quanh người hắn càng thêm chói mắt. Hắn mỉm cười, liên tiếp gật đầu với người bốn phía, một mặt thì đang tiếp nhận thiên địa ngợi khen. Ở biên quan đánh chết sinh linh dị vực, có thể nói là trừ hại cho thiên địa, có thể được thiên địa ban thưởng. Nhưng mà sẽ không trực tiếp đưa cho hắn mà tính vào chiến công. Sau đó lại tiến hành đổi ở tế đàn tại thông thiên quang. Trận chiến này Lăng Hàn đuổi giết trên 100 tiên vương dị vực, còn có vô số thăng nguyên, tiên phủ, phân hồn, trảm trần, chiến công đương nhiên cũng nhiều tới mức không hợp thói thường. Trong lịch sử còn có vị chuẩn thiên tôn nào gia nhập chiến đấu hay sao? Thiên tôn căn bản không được thiên địa tán thành, dù có diệt nhiều người tới đâu cũng không có khả năng nhận được chiến công. Cho nên Lăng Hàn thu được chiến công rất nhiều, chỉ sợ thoáng cái có thể xếp vào top 10 trong lịch sử. Hắn nhanh chóng đi về phía tế đàn. Hàn Lâm, chư vị tiên vương triệu kiến. Một cường giả thăng nguyên cảnh xuất hiện, nói với Lăng Hàn. Lăng Hàn gật đầu nói. Được, nhưng đợi ta làm một chuyện trước đã, không có bao nhiêu thời gian đâu. Tên thăng nguyên cảnh khẽ nhíu mày, tiên vương triệu kiến, tiểu tử này không ngờ lại không lập tức đi. Thế nhưng cho dù cho hắn có 100 lá gan cũng không dám làm gì Lăng Hàn. Hiện tại Lăng Hàn nghiễm nhiên là đệ nhất công thần và là hy vọng của tiên vực. Nếu hắn dám động vào một sợi lông của Lăng Hàn, chẳng những bị đuổi giết thành cặn bã mà cũng sẽ biến thành mối sỉ nhục trong dòng sông lịch sử. Bởi vậy hắn đành phải đi theo sau lưng Lăng Hàn, vẻ mặt phiền muộn. Trong tiếng hoan hô, Lăng Hàn đi vào tế đàn. Tế đàn vô cùng giản dị, là một thạch đàn hình ngũ giác, nhưng nếu như nhìn kỹ, Lăng Hàn lập tức phát hiện ra tài liệu cấu thành nó không đơn giản, có quan vận kinh người. Chí cao vô thượng. Hắn đi tới tế đàn, lập tức có một thứ giống như pháp chỉ xuất hiện trong thức hải hắn, liên tiếp gọi tên, là một danh sách dài dằng dặc. Đây là những tài liệu thiên địa cho phép đổi. Lăng Hàn thậm chí còn nhìn thấy thiên cổ nhất mộng đan, đan phương này đã sớm thất truyền. Thế nhưng ở chỗ thiên địa lại có thể đổi được. Tất cả mọi thứ trên thế gian đều là do thiên địa sáng tạo ra. Cho dù là đan dược, cũng là thứ được tạo thành từ tài liệu trong thiên hạ. Thiên địa đương nhiên có thể hình thành. Lại nói, kỳ thực đan dược cũng do quy tắc diễn hóa ra, trong thiên địa mà nói, quả thực rất là đơn giản. Ta muốn thần thiết nhị thập giai. Lăng Hàn nói trong thức hải. Lập tức, không trung trên tế đàn vỡ ra, vô số kim loại rơi xuống, mà chiến công của Lăng Hàn thì không ngừng bị thiên địa khấu trừ đi. Lăng Hàn không quan tâm, hắn muốn đem tiên ma kiếm tăng lên cấp bậc tiên binh. Khi quyết định chém giết cường giả tiên vương dị vực hắn đã có quyết định như vậy. Hắn ở dưới nhặt thần thiết, toàn bộ đều được thu vào trong hắc tháp. Sau lưng hắn, cường giả thăng nguyên cảnh kia cảm thấy khó hiểu, đây rõ ràng là dùng rất nhiều chiến công đổi lấy thần thiết nhị thập giai. Dựa vào, ngươi có bệnh sao? Cho dù đổi chuẩn tiên kim cũng tốt hơn thứ này. Trong lòng hắn đau tới chết, tuy rằng thần thiết nhị thập giai không đáng mấy chiến công, nhưng mà cũng không chịu nổi số lượng như biển thế này. Tiêu hao chiến công như vậy khiến cho hắn đỏ mắt tới chết. Phá sản, thực sự quá phá sản. Lăng Hàn lại không thèm để ý, khi hắn cảm thấy không sai biệt lắm mới nói. Được rồi. Lập tức chiến công của hắn ngừng giảm bớt, mà thần thiết cũng ngừng xuất hiện. Có lẽ đủ để cho tiên ma kiếm tấn cấp. Lăng Hàn xem xét, chiến công lúc này còn có 2/3. Lại đổi tiên dược. Lăng Hàn nói, hắn không keo kiệt những chiến công chỉ để cho đẹp này. Những thứ này ném trên thân thể là con số hoàn toàn không thể dùng, chỉ có biến thành những thứ thực tế mới thực sự là chỗ tốt. Bên này đổi, trong lòng của hắn đột nhiên hiểu ra, tất cả mọi thứ trên thế gian kỳ thực là quy tắc, kể cả hắn bên trong cũng vậy. Kỳ thực cũng là quy tắc, hình thể là thứ yếu, quy tắc mới là căn bản. Đương nhiên Lăng Hàn không có ý định buông tha cho thân thể này, quy tắc là thể hiện của thực lực, mà hưởng thụ sinh hoạt lại cần dùng thân thể để thực hiện. Đúng rồi. Lại đổi một ít đồ chơi này. Hai mắt Lăng Hàn sáng ngời, hắn phát hiện ra một loại đạo cụ gọi là Thiên Địa Nguyên Cương, đắt gần chết. Nhưng uy lực lại vô cùng cường đại, có thể đánh ra công kích cấp bậc tiên vương. Khi đổi xong toàn bộ chiến công, cuối cùng Lăng Hàn cũng cảm thấy mỹ mãn. Đi thôi. Hắn nhìn về phía cường giả thăng nguyên cảnh kia rồi nói. Người nọ đã sớm không còn bình tĩnh, hừ một tiếng rồi mới dẫn đường. Kỳ thực hắn có chút xem thường Lăng Hàn. Cho rằng Lăng Hàn có thể lập công lớn như vậy kỳ thực là bởi vì vận cứt chó, thu được khởi nguyên ma phương mà thôi, như vậy ai cũng có thể làm được. Tên cường giả thăng nguyên cảnh kia mang theo Lăng Hàn đi vào trong một tòa đại điện. Tòa đại điện này quá hùng vĩ. Có đạo quang quấn quanh, khí tức chí cao lưu chuyển. Lăng Hàn có thể khẳng định tòa đại điện này là một kiện chí bảo. Hắn vận chuyển khi thiên thuật, che giấu khí tức bản thân, quan trọng hơn là che giấu sự tồn tại của hắc tháp. Trong này có rất nhiều tiên vương cửu trọng thiên. Đến lúc này tên cường giả thăng nguyên cảnh kia không tự chủ được không người xuống, bộ dáng cẩn thận từng ly từng tí một. Dường như ngay cả thở mạnh cũng không dám. Đây là điều đương nhiên, trong đại điện toàn là tiên vương. Còn có mấy đại đế cửu trọng thiên ngồi ở bên trên, giống như là thần nhân bất diệt. Hàn Lâm, ngươi đã lập đại công cho tiên vực. Vạn cổ tiên vương mở miệng trước, thanh âm ầm ầm, có uy nghiêm vô thượng. Đây mới là chân thân của hắn, thứ xuất hiện ở Thánh Nguyên Học Viện chỉ là một đám ý niệm trong đầu của hắn. Một hóa thân, căn bản không có cách nào đánh đồng với chân thân. Biểu hiện của Lăng Hàn rất là khiêm tốn, hắn không người với vạn cổ tiên vương rồi nói, đa tạ vạn cổ đại nhân khen ngợi. Quả thực là công tích vạn cổ. Lại một tiên vương nói, những người mở miệng lúc này đều là tồn tại cửu trọng thiên, phong hào của nàng là thiên ngữ, là một tiên vương giới tính nữ tương đối hiếm thấy. Ha ha, đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Một tiên vương mặc đạo bào vuốt râu mỉm cười, phong hào của hắn là Vân Hư, đương nhiên cũng là tiên vương cửu trọng thiên. Chúng tiên vương thì ca ngợi, trừ việc Lăng Hàn đã chém giết tiên vương dị vực ra, thiên phú võ đạo của bản thân hắn cũng làm cho chúng tiên vương hết sức coi trọng. Bổn tọa đề nghị, phải dùng tất cả đều nuôi dưỡng kẻ này lớn lên. Vạn cổ tiên vương nói, hắn vô cùng coi trọng Lăng Hàn. Dùng thiên phú của kẻ này, hơn nữa lại thêm khởi nguyên ma phương, có khả năng siêu việt quy tắc hạn chế, trở thành thiên tôn. Thiên tôn. Vẻ mặt chúng tiên vương rùng mình, đây chính là tồn tại áp đảo trên quy tắc. Tiên vực bọn họ cũng chỉ có 3 bá chủ như vậy. Bổn tọa đồng ý, Trường Thanh tiên vương lập tức nói. Hắn là bằng hữu tri giao của vạn cổ tiên vương. Bổn tọa cũng đồng ý, Đạp Vân tiên vương cũng tỏ thái độ theo. Bổn tọa không đồng ý, đúng lúc này chỉ thấy một đạo thân ảnh xuất hiện ở cửa đại điện mang theo cái bóng thật dài, khiến cho chúng tiên vương vô cùng áp lực. Ngự hư. Hai mắt vạn cổ tiên vương siết chặt, phun ra hai chữ. Trong lòng Lăng Hàn lập tức sững sờ. Nhìn về phía người này. Đây là một thiếu niên, nhìn qua bất quá chỉ 16-17 tuổi. thế nhưng tóc mai lại trắng như tuyết, toát ra vẻ đau thương. Rõ ràng hắn chỉ có một mình nhưng đứng nơi đó lại khiến cho Lăng Hàn có cảm giác như là thần sơn bất động, cho dù ai cũng không có cách nào vượt qua được. Cường đại, vô cùng cường đại. Lăng Hàn có cảm giác, dù hắn vẫn còn ở khu vực trung lập. Muốn giết người này cũng không dễ dàng. Đây là một loại trực giác không nói nên lời, thế nhưng hết lần này tới lần khác Lăng Hàn lại rất khẳng định. Ngự Hư Tiên Vương, bá chủ trong Tiên Vương Cửu Trọng Thiên, tuyệt đối có thể xếp vào top 10, thậm chí là top 3. Tiểu Tháp đã từng nói qua, khi Ngự Hư trảm trần đã từng mấy lần phế tu vi rồi lập lại, mãi tới khi trảm tới mức không thể trảm nữa hắn mới rảo bước lên phân hồn cảnh. Tồn tại như vậy chỉ sợ đã tới gần vô hạn Thiên Tôn. Không, hắn và Thiên Tôn vẫn còn cách xa. Lăng Hàn lập tức cải chính nhận định trong lòng. Nhưng mà khoảng cách của hắn ta với chuẩn Thiên Tôn thực sự chỉ còn thiếu chút nữa. Chỉ sợ Vạn Cổ Tiên Vương ở trước mắt hắn ta, trong vòng trăm chiêu cũng không thể địch nổi. Đây là đệ tử đích truyền của một Thiên Tôn. Cường đại tới khác thường. Ngươi có ý gì? Trường Thanh Tiên Vương hỏi. Ngự Hư Tiên Vương bước tới, một cổ khí thế đáng sợ cuốn qua, Tiên Vương trong đại điện đều bị hắn chấn nhiếp, hoàn toàn yên tĩnh lại. Lúc này hắn mới thản nhiên nói, bổn tọa cho rằng kẻ này có lẽ nên giao khởi nguyên ma phương ra. Hắn vừa mới nói ra những lời này, chúng Tiên Vương lập tức xôn xao. Lăng Hàn có thể nói đã lập chiến công hiển hách cho tiên vực. Thế nhưng câu đầu tiên mà Ngự Hư Tiên Vương mở miệng ra lại muốn cướp đoạt bảo vật mạnh nhất của Lăng Hàn. Đây chẳng phải là chuyện khiến cho người ta thất vọng, đau khổ hay sao? Bởi như vậy ai sẽ xuất lực cho tiên vực nữa? Ngự Hư Tiên Vương lại nói tiếp, bổn tọa đã đụng chạm tới Thiên Tôn cảnh. Nếu như có khởi nguyên ma phương, bổn tọa có nắm chắc trong vòng 1 ức năm đột phá thành Thiên Tôn. Hắn dừng một cái rồi lại nói, nếu như bổn tọa thành Thiên Tôn, nhất định có thể ngăn địch ngoài biên quan, bảo vệ tiên vực hàng ức kỷ nguyên bất hủ. Các ngươi nói xem, cách làm này của bổn tọa có chút tư tâm nào không? Lăng Hàn im lặng một hồi, Ngự Hư Tiên Vương này không ngờ lại còn muốn chiếm khởi nguyên ma phương của hắn. Thế nhưng hết lần này tới lần khác lại còn nói đàng hoàng như vậy, giống như chiếm đại nghĩa, tuyệt đối đã vượt qua cảnh giới vô sĩ. Chúng Tiên Vương nhìn nhau, vô cùng do dự. Lúc còn trẻ Ngự Hư Tiên Vương đã là thiên tài tuyệt đối, dẫn dắt một thế hệ. Từ việc hắn trảm trần không thể trảm nữa là cũng có thể nhìn ra sự yêu nghiệt của hắn. Mà khi hắn bước lên Tiên Vương Cửu Trọng Thiên, hắn cũng trở thành cường giả đỉnh tiêm. Có thể sánh vai với 10 người lâu năm nhất. Thậm chí còn có thể đứng vào top 3, mạnh mẽ chấn động cổ kim. Nếu nói dưới gầm trời này ai có tư cách trở thành Thiên Tôn tiếp theo, như vậy Ngự Hư Tiên Vương tất là một người trong số đó. Nếu như nói một câu trung thực, Ngự Hư Tiên Vương đạt được khởi nguyên ma phương, như vậy có mấy thành hy vọng trở thành Thiên Tôn? Sợ rằng rất cao, tồn tại như vậy khoảng cách với Thiên Tôn chỉ còn kém một đường. Mà khởi nguyên ma phương chính là hòn đá cuối cùng mở ra con đường này. Tác dụng của một Thiên Tôn thực sự quá lớn, sở dĩ thông thiên quan thủ quan gian nan như vậy là vì không có Thiên Tôn tọa trấn, nếu không, có quy tắc cuồn cuộn không dứt vận chuyển. Bên tiên vực này không chỉ có 3 Thiên Tôn mà thậm chí còn nhiều hơn. Nếu như Ngự Hư trở thành Thiên Tôn, tất cả mọi người nghĩ, chỉ cần 1 ức năm mà thôi, khi đó tình huống của tiên vực không biết sẽ tốt hơn bao nhiêu lần. Suy nghĩ như vậy, không ít tiên vương đều động tâm. Trong mắt bọn hắn, tầm quan trọng của tiên vực đương nhiên hơn xa lợi ích của một người, hai người. Ngự Hư Tiên Vương lại nhìn về phía Lăng Hàn, nói, người trẻ tuổi. Giao ra khởi nguyên ma phương đi, bổn tọa cũng không bạc đãi ngươi, sẽ thu ngươi làm đệ tử. Tương lai cũng không phải là không có cơ hội chạm tới Thiên Tôn chi cảnh. Lăng Hàn cười lạnh, trong lòng hắn đã sớm có một bụng lửa giận, cuối cùng cũng bộc phát, hắn nói, xin hỏi Ngự Thư đại nhân, lệnh tôn ở đâu? Sư phụ của Ngự Hư Tiên Vương đương nhiên là Phong Tình Thiên Tôn. Ý tứ của Lăng Hàn rất rõ ràng, tiên vực không phải là có Thiên Tôn hay sao? Sư phụ ngươi cũng là một người trong số đó. Sao không bảo hắn vì tiên vực mà làm ra cống hiến? Cho dù ngươi thành Thiên Tôn thì thế nào? Sẽ thực sự làm việc vì tiên vực sao? Một Thiên Tôn, nếu như không có quyết tâm lớn, sao có thể đi ngăn cản ít nhất 10 thiên tôn của dị vực. Phong Tình thiên tôn làm rùa đen rút đầu. Sao Lăng Hàn dám đảm bảo Ngự Hư Tiên Vương sẽ không như vậy chứ? Đúng vậy, Lăng Hàn đối với bản thân vô cùng tin tưởng. Tin tưởng chắc chắn rằng cho dù không có khởi nguyên ma phương hắn cũng trở thành thiên tôn. Chỉ là quá trình càng thêm gian nan khúc chết, phiền phức, cho nên hắn có thể bỏ khởi nguyên ma phương được. Vấn đề là hắn tuyệt đối không thể nào giao cho Ngự Hư Tiên Vương được. Không ngờ Ngự Hư Tiên Vương không giận dữ mà còn cười cười, người trẻ tuổi, lá gan của ngươi quả thực rất lớn. Bất quá thứ bổn tọa muốn không ai có thể cự tuyệt được. Hắn trực tiếp ra tay về phía Lăng Hàn. Ngự Hư Tiên Vương ra tay. Vạn Cổ Tiên Vương hừ lạnh một tiếng, nói, Ngự Hư, ngươi quá đáng rồi đó. Hắn cũng ra tay, thay Lăng Hàn hóa giải một kích này. Oanh! Cả đại điện rung lên, cơn bão năng lượng đáng sợ tuôn ra. Phanh phanh phanh, dưới bát trọng thiên, tất cả tiên vương đều bị đánh bay ra ngoài. Tiên vương cửu trọng thiên quá mạnh mẽ, mà Ngự Hư và Vạn Cổ càng là người nổi bật trong đó. Dư âm của một đạo công kích cũng đã có uy thế như vậy. Chỉ có Lăng Hàn còn đứng nguyên tại chỗ, bởi vì công kích đánh hắn đã bị Vạn Cổ Tiên Vương đỡ được. Vạn Cổ, ngươi dám ngăn ta? Vẻ mặt Ngự Hư Tiên Vương lạnh lẽo. Chương 2501 tới 2505. Trong ý thức của hắn đã sớm không còn khái niệm thế tục này nữa, tất cả đều vì truy cầu đỉnh phong võ đạo. Hiện tại có một cơ hội thả ở trước mặt hắn, vô luận là người khác chủ động đưa cho hay là hắn ra tay đoạt, nhất định hắn phải đạt được. Vạn Cổ Tiên Vương cũng giận dữ, nói, kẻ này có công với tiên vực, ngươi thân là trưởng bối lại muốn cướp đoạt bảo vật của hắn. Không cảm thấy mất mặt sao? Mất mặt. Ngự Hư Tiên Vương cười lớn, trước mặt sự tồn vong của tiên vực, ngươi nói ta mất mặt sao? Ha ha, Vạn Cổ, người tu luyện nên chém duyên tình, chấp niệm của ngươi quá nặng, khó trách chiến lực trì trệ không tiến. Vạn Cổ Tiên Vương thì cười lạnh, Ngự Hư, ngươi dám phát đạo thề hay không? Sau khi trở thành thiên tôn sẽ nguyện ý vì tiên vực mà chiến đấu. Mãi tới khi còn một giọt máu cuối cùng hay không? Ngự Hư Tiên Vương lập tức ngừng cười, đối với người mạnh như bọn hắn mà nói. Đạo thề thực ra là một loại khảo vấn đối với bản tâm mình. Một khi phát đạo thề mà không làm theo, như vậy khi trùng kích cảnh giới rất cao sẽ gặp bất trắc rất lớn. Đây là nội tâm cắn trả, so với tất cả mọi thứ còn nguy hiểm hơn. Vốn tiên vương cửu trọng thiên đã tiến không thể tiến hơn, đương nhiên không cần sợ đạo thề gì đó. Thế nhưng Ngự Hư Tiên Vương lại muốn trở thành thiên tôn, vậy thì hoàn toàn khác. Không phải bắt được đúng không? Vạn Cổ Tiên Vương cười xùy, nói, tuy rằng tiểu tử này to gan lớn mật, nhưng mà lại nói không sai. Nhất mạch của các ngươi đã vì tiên vực mà làm được cái gì chứ? Chuyện này khiến cho không ít tiên vương đều gật đầu. Nếu như có 3 vị thiên tôn làm thống soát, như vậy áp lực của Thông Thiên Quang sẽ nhỏ đi vô số lần. Ngự Hư Tiên Vương nhướng mày, đương nhiên hắn không thèm để ý xem nhưng tiên vương này nghĩ thế nào. Nhưng mà hiện tại hắn muốn đồ trên người Lăng Hàn. Nếu như chọc giận những tiên vương này sẽ không có khả năng thực hiện được. Dù sao ở đây quả thực có mấy tiên vương có thể ngang hàng nói chuyện với hắn, 2-3 người liên thủ là có thể chống đỡ được hắn. Hắn đè sát ý xuống rồi nói, thiên tôn siêu việt quy tắc, không nằm trong thiên địa. Mỗi một lần ra tay đều mạo hiểm rất lớn, mạo hiểm bị thiên địa chém rụng. Bởi vậy nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì thiên tôn sao có thể ra tay. Lời này nhận được rất nhiều tiên vương tán thành. Ngự Hư Tiên Vương nói không sao, tuy rằng thiên tôn áp đảo trên quy tắc, nhưng mà cũng vì vậy cho nên mới không nằm trong thiên địa. Nói láo. Vạn Cổ Tiên Vương cười lạnh, Ngự Hư, những lời này của ngươi chỉ có thể lừa gạt mấy người vừa mới đột phá lên tiên vương mà thôi. 8 kỷ nguyên trước, khi điểm liên thông giữa hai giới ổn định, thiên tôn dị vực đều có thể tiến vào, khi đó bên tiên vực có thiên tôn ra tay không? Có, nhưng chỉ có một vị. Duyên Sinh thiên tôn. Hắn huyết chiến 11 gã thiên tôn dị vực, cuối cùng còn dùng thân hợp đạo, va chạm với điểm liên thông hai giới, khiến cho nó nứt vỡ, mới làm cho tiên vực có thời gian sinh dưỡng tới 8 kỷ nguyên. Nói ra lời này, những tiên vương mới tấn chức. thậm chí là đại nhân vật mới trở thành tiên vương trong năm 6 kỷ nguyên gần đây đều khiếp sợ. Đây là một đoạn lịch sử chôn vùi. Ai có thể nghĩ tới 8 kỷ nguyên trước tiên vực thiếu chút nữa bị công chiếm chứ? Lăng Hàn cũng bừng tỉnh, hóa ra Duyên Sinh Thiên Tôn chết như vậy. Dùng một đấu 11, cho dù Duyên Sinh Thiên Tôn có cường đại tới đâu cũng đâu có thể địch lại. Tuyệt đối không có khả năng. Có thể trở thành Thiên Tôn, ai mà không phải là chí cường giả. Một đấu một không dễ nói ai thua ai thắng, huống chi là tỷ lệ cách xa như vậy. Cho nên Duyên Sinh Thiên Tôn cuối cùng cũng chỉ có thể dùng thân hợp đạo, va chạm với điểm liên thông hai giới, khiến cho nó nứt vỡ. Một lần nữa trở nên không ổn định, tạo cơ hội trọng sinh sau đại nạn cho tiên vực. Mà khi đó còn nguy hiểm như vậy, ba đại thiên tôn còn không có ra tay. Đây quả thực là phản bội đối với tiên vực. Không, tiểu tháp rất kiên kỵ ba người Phong Tình Thiên Tôn, có lẽ song phương có quan hệ đối địch. Vậy ba người này càng thêm đáng giận, chẳng lẽ vào lúc mấu chốt còn cản sao? Thực sự Lăng Hàn không nghĩ ra vì sao ba người Phong Tình Thiên Tôn lại phải làm như vậy. Nhưng mà sự thực là sự thực. Sắc mặt Ngự Hư Tiên Vương đã âm trầm như nước, hắn nhìn chằm chằm vào Ngự Hư Tiên Vương, điềm nhiên nói, bí mật năm đó, sư phụ ta cùng với nhị vị đại nhân khác đã từng hạ qua pháp chỉ, vĩnh viễn phong hậu thế. Ngươi lại còn dám nói, thực sự là đại nghịch bất đạo. Ha 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 ha. Vạn Cổ Tiên Vương cười lớn, không phải ngươi định nói. Thiên Tôn vì không nằm trong thiên địa cho nên ta nói chút chuyện này còn có Thiên Tôn tới truy sát ta hay sao? Vậy ta cũng muốn hỏi một chút, là chuyện hư hỏng năm đó quan trọng hay là chống cự dị vực quan trọng hơn? Lời này quả thực đã nói trúng tim đen. Sát khí của Ngự Hư Tiên Vương như sôi trào lên, hóa thành thực chất quấn quanh người hắn. Vạn Cổ, vốn nghĩ ngươi có thể sống lâu như vậy là một người thông minh. Hiện tại ta thấy chỉ là vận khí của ngươi tương đối tốt mà thôi. Nếu như tiên vực vong, tất cả mọi người sẽ xong đời. Ta thực sự không rõ nhất mạch các ngươi còn có hai mạch khác có ý gì mà lại ngồi xem tiên vực ở trên bờ vực nguy hiểm như vậy. Vạn Cổ Tiên Vương thì cảm thán, có cảm giác bi phẫn không nói nên lời. Nếu như ba đại thiên tôn chịu liên thủ xuất chiến, tình huống tuyệt đối không giống như lúc này. Người tầm nhìn hạn hẹp đương nhiên không có khả năng hiểu rõ. Ngự Hư lạnh nhạt nói, hắn chỉ về phía Lăng Hàn. Giao ra kẻ này, bản thân rời đi. Nếu không, ngày hôm nay bổn tọa sẽ đại khai sát giới. Bổn tọa cũng không tin. Trường Thanh Tiên Vương nhảy ra, sóng vai mà đứng với Vạn Cổ Tiên Vương, hắn cũng bị làm cho tức giận. Bổn tọa cũng không tin. Mấy người khác tuy rằng cũng là tồn tại cửu trọng thiên nhưng mà chiến lực chênh lệch có chút lớn, hắn căn bản không sợ. Phong Tình nhất mạch các ngươi cũng không thể một tay che trời. Vạn Cổ Tiên Vương nói. Tiểu tử này bổn tọa bảo hộ. Vậy các ngươi đều đi chết đi. Ngự Hư Tiên Vương ra tay, một tay vương ra, trong đại điện lập tức có vô số bàn tay xuất hiện. Đánh về phía Bát Đại Tiên Vương. Vạn Cổ Tiên Vương rống lớn. Một đạo tiên chỉ từ trong cơ thể hắn tuôn ra, hóa thành một đạo kiếm khí kinh diễm vô cùng. Những tiên vương khác cũng liên tục ra tay, công về phía Ngự Hư Tiên Vương. 9 đại tiên vương đại chiến, rất nhanh đã ra khỏi đại điện, bay vút lên trên không trung, triển khai đối chiến kịch liệt. Quả thực Ngự Hư Tiên Vương rất mạnh. Lấy một địch 8 vẫn không rơi vào thế hạ phong. Người có thể được xếp mạnh nhất trong chúng tiên vương cũng không phải bởi vì có liên quan tới Phong Tình Thiên Tôn. Hàn Lâm. Trong tiếng hét lớn, chỉ thấy Hồng Hoang đi tới, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn. Trong học viện ngươi dám bỏ qua ý tốt của ta. Hiện tại lại dám ngỗ nghịch với Ngự Hư sư huynh. Ngươi đang tự tìm đường chết. Hắn ngang nhiên ra tay, công kích về phía Lăng Hàn. Hồng Hoang rất bá đạo. Khi hắn ở Thánh Nguyên Học Viện đã dám ngang nhiên ra tay với Lăng Hàn, mặc dù không có giết người, đã thương người, nhưng lại trực tiếp đánh nát động phủ của Lăng Hàn. Cũng không có ai quản hắn, bởi vì hắn là người của Phong Tình Điện, là đệ tử của một vị thiên tôn. Hiện tại hắn không kiêng nể gì mà ra tay với Lăng Hàn. Bởi vì hắn biết rõ thực lực của Lăng Hàn là tới từ Khởi Nguyên Ma Phương. Vứt bỏ điểm này, hắn chỉ là một đế tinh nhị bí mà thôi. Hắn cũng là đế tinh, hơn nữa lại là cửu bí, hơn kém bao nhiêu cơ chứ. cho nên hắn ra tay với Lăng Hàn, không hề có chút cố kỵ. Hắn cũng muốn sờ khởi nguyên ma phương một cái, dòm ngó quy tắc bên trên. Lăng Hàn cũng không đón đỡ. Dưới tình huống không vận dụng khởi nguyên ma phương, đương nhiên hắn không thể nào là đối thủ của cửu bí được, bởi vì chênh lệch quá lớn. Hư linh không gian được thi triển, hắn hóa thân thành ngàn vạn. Oanh! 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 Hồng Hoang điên cuồng công kích, mà chúng tiên vương đều không có ý nhúng tay vào. Muốn nhúng tay đã sớm nhúng tay, ngăn cản Ngự Hư tiên vương ra tay với Lăng Hàn. Mà bây giờ chỉ là một cửu bí nho nhỏ hung hăng càng quấy, đương nhiên bọn hắn càng không xuất thủ. Dù sao cũng là cùng một cảnh giới với Lăng Hàn. Lăng Hàn không ngừng trốn tránh, biểu hiện trên mặt càng ngày càng lạnh. Dù sao hắn cũng là một thành viên của tiên vực, hy vọng tiên vực có thể giữ được, cho nên đế tinh như Hồng Hoang hắn rất coi trọng, tương lai có thể thay tiên vực xuất lực. Đây là nguyên nhân hắn không ra tay với Hồng Hoang khi còn ở khu vực trung lập, thế nhưng bây giờ nghĩ lại, đó là chuyện không đáng. Phong Tình nhất mạch có lúc nào xuất lực thay cho tiên vực chứ? Hắn lắc đầu, Hồng Hoang này đang tự mình tìm chết. Muốn ta thay ngươi tiêu diệt tiểu tử cặn bã này không? Một đạo thanh âm vang lên, không nhanh không chậm, như mây trôi nước chảy. Kỷ Vô Danh không biết từ khi nào đã xuất hiện ở cửa đại điện, hai tay đặt sau lưng, dùng ánh mắt khinh thường nhìn Hồng Hoang. Mặc dù đối phương cũng là một đế tinh, nhưng mà trong mắt hắn lại không đáng một đồng. Không cần. Hồng Hoang lớn tiếng kêu lên, cửu bí giết nhị bí còn cần người hỗ trợ sao? Nói đùa gì vậy? Kỷ Vô Danh lại thở dài nói, cặn bã là cặn bã. Không phải là ta đang nói chuyện với ngươi, không nên tự mình đa tình. Cái gì? Hồng Hoang sững sờ, sau đó khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên. Hắn tuyệt đối thật không ngờ mình mới là cặn bã trong miệng Kỷ Vô Danh. Chuyện này, hắn đường đường là đế tinh, lại là thiên kiêu cửu bí. Trong mắt Kỷ Vô Danh không ngờ lại không có phân lượng, chỉ có thể coi là cặn bã. Mấu chốt là hắn quả thực tự mình đa tình lên tiếng trước, hiện tại ngẫm lại quả thực khiến cho khuôn mặt hắn đỏ bừng, không còn lỗ nào để chui vào. Không, là phẫn nộ. Hắn là đồ đệ của Thiên Tôn, tuyệt đối không có ai có thể làm nhục hắn. Lăng Hàn thì kinh ngạc nói, Kỷ huynh, ngươi nhận ra ta. Kỷ Vô Danh gật đầu nói, thuật ngụy trang của ngươi quả thực không chê vào đâu được. Hẳn là bí thuật khi thiên thuật của Thiên Thánh Cung a. Bất quá dưới đời này, người làm đối thủ của ta không có mấy, người cùng cảnh giới với ta lại chỉ có một mình ngươi, sao ta lại không đoán ra được chứ? Quả thực nếu như Lăng Hàn biểu hiện bình thường, như vậy Kỷ Vô Danh sẽ không nhận ra hắn, thế nhưng lại có mấy đế tinh cơ chứ? Hồng Hoang ghen ghét tới nổi điên. Hắn biết rõ Kỷ Vô Danh mạnh hơn mình. Thế nhưng Kỷ Vô Danh lại vô cùng coi trọng Lăng Hàn, coi trọng đối thủ của hắn, lại không thèm để ý tới hắn. Quát hắn là cặn bã, chuyện này bảo sao hắn có thể chấp nhận được. Hắn rít gào, công kích càng thêm cuồng bạo, muốn mạnh mẽ giết chết Lăng Hàn. Dùng quyền nói cho Kỷ Vô Danh biết, hắn so với Lăng Hàn còn mạnh hơn quá nhiều. Thân thể Lăng Hàn chớp động, lực lượng của hắn không bằng Hồng Hoang, nhưng mà hư linh không gian quá thần kỳ, hơn nữa có quy tắc thời gian, năng lực tự bảo vệ mình của hắn rất cao. Hắn cười nói, không cần, loại cặn bã này nếu như ta muốn giết chỉ cần lật tay một cái mà thôi. Tốt, tốt, tốt. Hai mắt Hồng Hoang thì như đỏ rực. Ngươi thử giết ta xem. Kỷ Vô Danh thì gật đầu, không ngờ lại xoay người rời đi, không ngờ ngay cả chiến đấu cũng không thèm nhìn. Ngẫm lại cũng đúng, hắn là ai chứ? Là tiên vương cửu trọng thiên năm đó, vô địch một đời. Có lẽ so với Ngự Hư tiên vương còn mạnh hơn. Chiến đấu tiên phủ cảnh sao có thể lọt vào trong mắt hắn được. Hắn chỉ không muốn Lăng Hàn chết đi, làm mất một đối thủ lớn. Lăng Hàn đã có nắm chắc, như vậy đương nhiên hắn sẽ đi, chiến đấu cấp bậc này có gì đẹp mắt cơ chứ. Kỷ Vô Danh tiêu sái vô cùng, thân thể bồng bềnh, rất nhanh đã biến mất không còn tung tích. Hồng Hoang bắt đầu tích xúc đại chiêu, chiến lực của hắn vượt xa Lăng Hàn, đương nhiên có đủ tinh lực dư thừa chuẩn bị đại chiêu. Nếu không, dưới tình huống thực lực ngang nhanh, hắn làm như vậy chỉ có tự tìm đường chết mà thôi. Lăng Hàn mỉm cười, ngươi thực sự muốn chết đúng không? Hồng Hoang giận quá hóa cười, Nếu như ngươi thực sự có năng lực giết chết ta, ta chết cũng nhắm mắt. Ai, thực sự là lãng phí. Lăng Hàn thở dài, lấy ra Thiên Địa Nguyên Cương. Đây chính là thứ tốt hắn dùng chiến công đổi được trên tế đàn, sau khi kích phát có được công kích cấp bậc tiên vương. Nhưng mà giá đổi lại cao tới kinh người, ngay cả hắn cũng chỉ đổi được mấy phần mà thôi. Ánh mắt của Hồng Hoang rất tốt, nhìn thấy Thiên Địa Nguyên Cương, sắc mặt hắn lập tức xanh lại. Đây chính là đại sát khí. Nếu như tiên khí cần võ giả đi kích hoạt, thực lực không đủ căn bản không có cách nào làm được. Như vậy Thiên Địa Nguyên Cương thì khác, tựa như tiên vương pháp chỉ vậy. Mở ra là có thể sử dụng, nhưng mà đều là vật tiêu hao. So với tiên vương pháp chỉ, Thiên Địa Nguyên Cương càng cao cấp hơn, chỉ cần dùng thần thức khóa lại đối thủ, sau đó ném ra là được. Hồng Hoang tự tin vô cùng, bởi vì hắn tương lai có thể trở thành tiên vương cửu trọng thiên mới. Nhưng mà đây dù sao cũng là chuyện sau này. Muốn hắn hiện tại ngạnh kháng với công kích cấp bậc tiên vương. Đây không phải là tự tìm đường chết sao? Cho dù Thiên Địa Nguyên Cương chỉ đánh ra công kích cấp bậc tiên vương nhất trọng thiên cũng vậy. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Trong đầu Hồng Hoang đổ mồ hôi lạnh, hàn ý như thủy triều tràn ngập. Giờ phút này hắn cảm thấy khẩn trương chưa từng có. Lăng Hàn mỉm cười nói, khi còn ở học viện ngươi muốn ra tay là ra tay. Ỷ vào có một sư phụ làm rùa đen rút đầu bảo vệ mà không kiêng nể gì cả, muốn làm gì thì làm. Hiện giờ cũng muốn như vậy sao? Ta hỏi ngươi, ta vì tiên vực lập nhiều công lao lớn như vậy, ngươi lại ra tay với ta, ngươi có cảm thấy thẹn với lương tâm chút nào không? Hiện tại hắn là siêu cấp đại anh hùng của tiên vực, người Thông Thiên Quang ai mà không sùng bái người đồ sát gà Hàn Lâm cơ chứ? Hồng Hoang lại ngang nhiên ra tay với Lăng Hàn. Hoàn toàn là người phản bội. Hồng Hoang không nói lại được lời nào, trong mắt hắn, hắn làm tất cả mọi chuyện đều không cần nói đạo lý. Bởi vì sư phụ hắn là Phong Tình Thiên Tôn, đây là đạo lý so với trời còn lớn hơn. Nhưng bây giờ cuối cùng hắn cũng cảm nhận được cảm giác tứ cố vô thân. Người trẻ tuổi, ngươi thực sự rất cuồng. Trong một tiếng cười lạnh, một lão giả xuất hiện, lông mi trắng, râu bạc trắng, tràn ngập cảm giác tiên phong đạo cốt. Thân thể hắn lóe lên đã xuất hiện trước người Hồng Hoang, giống như từ trước tới nay vốn đã ở đó. Trên đầu lão giả này có thất thải dị quang, thân thể nhẹ nhàng rung lên cũng giống như có thể khiến cho mặt đất sụp đổ, khiến cho ngôi sao rơi rụng. Tiên vương thất trọng thiên. Trong lòng Lăng Hàn sững sờ, tuy rằng Thiên Địa Nguyên Cương trâu bò, nhưng mà tối đa cũng chỉ bộc phát ra được công kích đẳng cấp tiên vương tứ, ngũ trọng thiên mà thôi. Tuyệt đối không thể làm gì được tiên vương thất trọng thiên. Nghe nói ngươi giết thế tôn của bổn tọa. Lão đầu này nói ra, hai mắt nhắm lại, thế nhưng lại có hàn ý kinh người. Lăng Hàn giật mình. Lão nhân này là tổ tông của Thẩm Siêu. Hắn cười ha hả, nói, Thẩm Siêu ở khu vực trung lập đánh lén ta, quả thực bị ta giết. Lão gia tử, loại hậu nhân không biết xấu hổ này vẫn nên sớm tát chết thì hơn, tránh về sau mất mặt. Tiên vương Thẩm gia không khỏi trợn mắt há hốc mồm, tiểu tử này ở trước mặt mình không ngờ lại dám chậm rãi nói như vậy, hoàn toàn không coi hắn ra gì. Nhưng rất nhanh hắn đã thoải mái, bởi vì Lăng Hàn này ngay cả thiên tôn cũng dám mắng, hắn là cái rắm gì mà không dám chứ. Hắn không quan tâm tới nữa, công phu hàm dưỡng của tiên vương đương nhiên rất tốt. Ngươi cho rằng đổi một kiện Thiên Địa Nguyên Cương là có thể ngăn cản bổn tọa sao? Đương nhiên không phải. Lăng Hàn cười nói, lập tức ra vẻ chính nghĩa, nghiêm túc nói. Chỉ là tại hạ cho rằng, công đạo từ nhân tâm. Những lời này vừa vang lên, sắc mặt không ít tiên vương đều hiện lên vẻ xấu hổ. Bọn hắn không có ra tay bảo vệ Lăng Hàn, trên phương diện rất lớn là bị uy danh của Phong Tình Thiên Tôn chấn nhiếp. Đúng vậy, thiên tôn quả thực không thể đơn giản xuất động, nhưng mà cũng không phải không thể hiện thân. Dù chỉ là một ý niệm Hàn Lâm cũng khiến cho tiên vương cửu trọng thiên không địch lại nổi. Ngay cả tiên vương bát trọng thiên cũng chỉ có thể chờ chết mà thôi. Ai dám đắc tội với một vị thiên tôn cơ chứ? Lại nói Ngự Hư tiên vương lại mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi, chiến lực trong những tiên vương cửu trọng thiên thậm chí có thể đứng vào top 3, không sợ hắn ta về sau tới tính sổ sao? Thế nhưng dù sao Lăng Hàn cũng là đại công thần của tiên vực. Bọn hắn khoanh tay đứng nhìn như vậy thực sự coi được sao? Có một vị tiên vương tính tình táo bạo không nhịn được. Sư một cái xuất hiện trước mặt Lăng Hàn, nhìn về phía tiên vương Thẩm gia rồi nói. Thẩm huynh, kính xin cho ta mặt mũi, không nên ra tay với tiểu bối. Ân oán giữa tiểu bối cứ để cho tiểu bối tự mình giải quyết, chúng ta không nên nhúng tay thì tốt hơn. Chuyện gì tiên vương cũng muốn ra tay, như vậy trên đời này không phải lộn xộn rồi sao? Tiên vương Thẩm gia cười lạnh liên tục. Thông Huyền, ngươi muốn giữ gìn cho tiểu tử này. Hừ, trước mặt mọi người tàn sát đồng bào tiên vực, đây là trọng tội, tử tội. Bổn tọa ra tay với hắn cũng chỉ là giữ gìn trật tự tiên vực, bổn tọa làm sai chỗ nào chứ? Hắn không chỉ muốn báo thù cho hậu đại, lại muốn nhân cơ hội này dựa vào phong tình thiên tôn. Dị vực xâm lấn, thái độ của ba vị thiên tôn lại cực kỳ mập mờ, nhưng không có ai tin tưởng thiên tôn sẽ đi chờ chết, nhất định còn có đường lui khác. Bởi vậy tiên vương Thẩm gia muốn ôm đùi, cho mình, cho hậu nhân mình một con đường sống. Tay phải Thông Huyền tiên vương chấn động, trong tay xuất hiện một thanh trường mâu được hỏa diễm thiêu đốt. Trường mâu chấn động, chiến ý như thủy triều lan tràn, vậy trước tiên phải qua ải bổn tọa. Hắn như một người đủ giữ cả quan ải, vạn người không thể đi qua. Tiên vương Thẩm gia hừ lạnh một tiếng, lộ vẻ do dự. Thông Huyền tiên vương rất mạnh, trong tiên vương thất trọng chiến lực bài danh top trên. Hắn cũng không có nắm chắc thủ thắng, nhưng bây giờ tên đã lên dây. Không phát không được. Oanh! Đúng lúc này một đạo thần ý vô cùng đáng sợ lan tràn tới. Thông Thiên Quang lập tức kịp phản ứng, toàn thân sáng lên, đỡ lấy cổ thần ý này. Nhưng mà tường thành cũng rên rỉ, dường như sắp không thừa nhận được nữa. Phải biết rằng Thông Thiên Quang là do vô số tiên vương từng đời, không ngừng ngày đêm gia cố. Không biết đã bố trí xuống bao nhiêu trận vân. Ngay cả 10 vị tiên vương cửu trọng thiên liên thủ cũng khó làm thương tổn tới nó. Nhưng bây giờ chỉ là một đạo thần ý mà thôi, lại làm cho hùng quang rung rẩy, gần như muốn sụp đổ, đây là khái niệm gì chứ? Thiên tôn. Tất cả mọi người há hốc mồm nói, có thể mạnh như vậy chỉ có thể là thiên tôn mà thôi. Ngay cả chiến đấu giữa Ngự Hư tiên vương và đám người Vạn Cổ tiên vương cũng ngừng lại. Nếu như một vị thiên tôn giá lâm, như vậy tất cả mọi người cộng lại cũng không đủ đánh. Một khuôn mặt hiện lên trên Thông Thiên Quang, lớn vô cùng. Thông Thiên Quang đã khá lớn, thế nhưng so với khuôn mặt này lại kém cỏi, có thể thấy được độ lớn của nó thế nào. Lăng Hàn không khỏi hít sâu một hơi, đây là Xích Viêm thiên tôn, bá chủ chính thức của dị vực. Khá tốt. Đây không phải là chân thân của đối phương, chỉ là một đạo thần ý, nhưng mà vẫn cường đại tới mức khiến cho người ta tuyệt vọng. Thiên tôn xuất hiện, cả Thông Thiên Quang thoáng cái trở nên yên tĩnh vô cùng, vô luận là đang làm gì, lúc này đều chỉ có thể nhìn lên trên bầu trời mà thôi. Đám tiên vương thì kiên kỵ vô cùng, đừng nhìn chỉ có một đạo thần niệm tới. Còn có thiên địa tiên vực áp chế, nhưng mà vẫn có thực lực tiên vương cửu trọng thiên. Ngay cả tồn tại như Ngự Hư tiên vương cũng không dám khinh thường. Giao ra tiểu tử có được khởi nguyên ma phương. Xích Viêm thiên tôn mở miệng, ngữ khí bình thản nhưng lại tràn ngập uy nghiêm vô thượng. Mỗi người đều phải tuân thủ quy tắc, thiên tôn còn ở trên quy tắc không phải nói là làm ngay hay sao? Không có khả năng. Vạn Cổ tiên vương lập tức quyết đoán cự tuyệt, ngay cả vẻ mặt Ngự Hư tiên vương cũng lạnh lùng, không thèm để ý tới. Bởi vì hắn cũng muốn khởi nguyên ma phương. Nếu như giao Lăng Hàn ra, như vậy thời gian đột phá thiên tôn của hắn không biết sẽ kéo dài bao lâu. Một bước này muốn bước qua không còn vấn đề ở thiên phú nữa, mà chính là vận khí. Nếu như không giao ra tiểu tử kia bản tôn sẽ đánh vỡ khu vực trung lập. Bất quá cũng chỉ phá hỏng tính ổn định của điểm liên thông hai giới, cho các ngươi kéo dài hơi tàn thêm mấy chục ức năm mà thôi. Xích Viêm thiên tôn lạnh nhạt nói. Bất quá nếu như giao ra tiểu tử kia, bản tôn có thể lập đạo thề. Chúng ta sẽ không xâm lấn tiên vực một kỷ nguyên. Lời này vừa ra, không ít tiên vương đều có chút động tâm, mà người trong Thông Thiên Quang, ai cũng sinh lòng như vậy. Thiên tôn một khi nói ra lời là nhất ngôn cửu đỉnh. Nói cách khác, nếu như Xích Viêm thiên tôn lập đạo thề, như vậy hoàn toàn có thể tin tưởng được. Một kỷ nguyên. Nói một cách không khoa trương, ngay cả thăng nguyên cảnh cũng khó mà sống lâu như vậy được, đã sớm bị thiên nhân chi ách dày vò tới chết. Nói cách khác, đại bộ phận người ở đây có thể sống hết cuộc đời này, thậm chí còn có thể kéo dài tới vô số tử tôn. Đây không phải là hòa bình mà bọn hắn luôn yêu cầu sao? Chỉ cần hy sinh một người là có thể đổi lại hòa bình lâu dài cho tiên vực, dù nghĩ thế nào cũng là chuyện có lợi. Đương nhiên dưới điều kiện tiên quyết người hy sinh không phải là mình là tốt nhất. Hai mắt Ngự Hư Tiên Vương khẽ rung lên, hắn cũng không quan tâm tới tồn vong của tiên vực. Hắn phải trở thành thiên tôn, đây mới là chuyện quan trọng nhất. Người trẻ tuổi, không nên vì nhỏ mà mất lớn. Không ai biết lời hắn nói ra là có ý gì, nhưng mà Ngự Hư Tiên Vương lại hiểu rõ. Những lời này đối phương đang nói với mình, mà trong đó thì liên quan tới hiệp nghị của đám người Phong Tình Thiên Tôn với dị vực. Hai tay của hắn nắm lại, tóc không gió mà bay, quang mang chín màu chớp động, trong lòng hắn đang đấu tranh kịch liệt. Nhưng chỉ một lát sau, Ngự Hư Tiên Vương thét dài một tiếng, thân thể bay vút đi, rất nhanh đã biến mất. Đường đường là Tiên Vương cửu trọng thiên, hơn nữa lại là tồn tại chiến lực nằm trong top 3 lại bị một câu bước đi, buông tha cho đại cơ duyên lớn tới như vậy. Cho các ngươi thời gian một ngày cân nhắc, một ngày sau nếu như không giao kẻ này ra bản tôn sẽ động thủ. Xích Viêm Thiên Tôn lạnh nhạt nói, thân thể rung lên, tiêu tán rồi biến mất. Lập tức người trong Thông Thiên Quang sôi trào, đều đang kịch liệt thảo luận. Đám tiên vương thì nhìn nhau, hòa bình suốt một kỷ nguyên. Ngay cả bọn họ cũng rụt rịch. Quả thực bọn họ hy vọng Lăng Hàn có thể trở thành thiên tôn, ngăn cản lá cờ của dị ực. Nhưng mà hiện tại Lăng Hàn chỉ là tiên phủ mà thôi, cho dù có tiên vương toàn lực bồi dưỡng, thế nhưng muốn trở thành thiên tôn lại là chuyện của không biết bao nhiêu năm về sau. Khu vực trung lập hiện tại quả thực có thể ngăn cản bước chân xâm lấn của dị vực, thế nhưng một vị thiên tôn ra tay lại có thể đơn giản san bằng nó. Xích Viêm Thiên Tôn không có gạt người. Dù có hủy khu vực trung lập làm rung chuyển điểm liên thông giữa hai giới thì tối đa cũng chỉ mấy chục ức năm mà thôi. Quả thực thời gian rất dài, nhưng mà còn xa không đủ để bồi dưỡng một vị thiên tôn. Nhưng mà một kỷ nguyên thì khác, có thể xuất hiện chuyển biến kinh người. Bởi vậy dù là những tiên vương trước kia đồng tình với Lăng Hàn đều đang rụt rịch, cảm thấy Lăng Hàn hy sinh vì tiên vực là chuyện nên làm. Giao hàng lâm ra. Một thanh âm nổ vang trong Thông Thiên Quang, không biết là ai nói, nhưng mà sau đó càng ngày càng trở nên vang dội, khiến cho vô số người rùng mình, hóa thành biển. Thông Thiên Quang rất đặc thù, trong thành không có núi sông, chỉ có từng phiến binh doanh, khắp nơi đều là người. Bởi vậy thanh âm truyền càng xa, không có bất luận gốc chết nào, dẫn phát ngày càng có nhiều người cộng minh hơn. Cùng kêu tên Lăng Hàn. Trước đó bọn họ hoan hô, giờ phút này bọn hắn lại không thể chờ đợi được muốn giao Lăng Hàn ra, để đổi lấy hòa bình. Lăng Hàn có một loại cảm giác không biết nên hình dung thế nào, khiến cho hắn vừa muốn cười lại vừa muốn khóc. Hắn giống như là công chúa trong một nước thuộc tiểu thế giới vậy, tất cả con dân đều trông chờ hắn để cầu hòa. Hy sinh bản thân thành toàn cho tập thể. Nhưng mà vì sao hắn phải hy sinh, có ai hỏi qua ý kiến của hắn chưa? Lại nói, một kỷ nguyên hòa bình thì thế nào, có cuộc khởi hay không cũng khó nói. Sau một kỷ nguyên kia nhất định dị vực lại đang xâm lấn, hơn nữa vì sao Xích Viêm Thiên Tôn lại hào phóng như vậy? Chỉ sợ khởi nguyên ma phương đối với cường giả dị vực cũng có trợ giúp rất lớn. Đúng, trong đó còn có quy tắc tiên vực, nếu như bị cường giả dị vực tìm hiểu được, nói không chừng sẽ có biện pháp khiến cho thiên địa tiên vực không nhằm vào, đến lúc đó sẽ tiến quân thần tốc, khi đó tiên vực thực sự không còn một chút hy vọng nào nữa. Đối với tiên vực mà nói, bức bình chướng của bọn họ không phải là Thông Thiên Quang, cũng không phải là tiên vương cửu trọng thiên. Lại càng không phải là thiên tôn, mà là bản thân thiên địa. Nực cười, hiện tại có quá nhiều người bị kỷ nguyên hòa bình che kín mắt, căn bản không có cách nào nhìn ra xa hơn. Bổn tọa đề nghị, giao ra hàng lâm. Một tiên vương cửu trọng thiên mở miệng. Chúng tiên vương biến sắc, người bình thường kêu gọi thì cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Thế nhưng tiên vương mở miệng lại không giống. Khi đó chính thức đem việc này lên mặt bàn thảo luận. Mà quá châm chọc, quá nực cười, lần này bọn hắn gọi Lăng Hàn tới đây là để ca ngợi đối phương. Thế nhưng sao lại thành thảo luận có nên giao Lăng Hàn cho dị vực hay không? Trong khoảng thời gian ngắn, không có ai lên tiếng nói chuyện. Đương nhiên Tiên Vương cũng sĩ diện, đại bộ phận người tuy rằng trong lòng đồng ý, nhưng mà cũng không muốn biểu đạt, đều muốn mơ hồ cho qua. Bổn tọa không đồng ý, Vạn Cổ Tiên Vương là người thưởng thức Lăng Hàn nhất, trước kia cứng rắn với Ngự Hư Tiên Vương, hiện tại cũng cực lực giữ gìn Lăng Hàn. Chuyện này khiến cho Lăng Hàn vô cùng cảm động. Bởi vì nói ra Vạn Cổ Tiên Vương hoàn toàn không thân quen với hắn. Kẻ này thiên phú võ đạo kinh người. Còn có khởi nguyên ma phương, có khả năng rất lớn trở thành thiên tôn. Vạn Cổ huynh, lại một tiên vương cửu trọng thiên mở miệng. Kẻ này có thành thiên tôn hay không khó mà nói được, hơn nữa ít nhất cũng phải là hơn một kỷ nguyên sau mới được. Nhưng mà ngày mai nếu như không giao ra kẻ này, thiên tôn dị vực sẽ phá hủy khu vực trung lập, như vậy kẻ này còn có hy vọng trở thành thiên tôn sao? Vạn Cổ Tiên Vương không vui nói, khu vực trung lập bị hủy, Hàn Lâm chỉ mất đi một phiến thiên địa, nhưng mà khởi nguyên ma phương lại không bị phá hủy, vẫn có thể từ trong đó phán đoán ra ảo diệu của thiên địa. Vạn Cổ, thời gian mấy chục ức năm đủ sao? Một tiên vương toàn thân đều là kim loại, như kim loại biến thành dùng thanh âm như kim loại ma sát hỏi Vạn Cổ Tiên Vương. Chưa đủ. Vạn Cổ Tiên Vương lắc đầu, hắn cũng không có nói cho qua, nói quá mức lạc quan. Mà đây là sự thực. Không có mấy vạn ức năm, thậm chí là thời gian một kỷ nguyên căn bản không đủ. Không bằng chúng ta cũng trông nom như hiện tại, điểm liên thông giữa hai giới còn chưa có đạt tới trình độ ổn định, thiên tôn dị vực căn bản không có khả năng đi tới. Vừa nói như vậy, không ít tiên vương đều động tâm. Tuy rằng hiện tại bọn hắn thủ hộ vất vả, nhưng mà thông thiên quang không phải vẫn đứng vững không ngã sao. Như vậy tiếp tục thủ hộ mấy vạn ức năm, thậm chí là một kỷ nguyên, sáng tạo ra tương lai tràn ngập hy vọng cho tiên vực. Bổn tọa vẫn cảm thấy nên giao người ra thì hơn. Tiên vương như được đúc thành từ kim loại nói. Hắn cũng là tiên vương cửu trọng thiên uy tín lâu năm. Vậy thì biểu quyết. Vạn Cổ Tiên Vương không muốn nói nhảm. Ai đồng ý giao Hàn Lâm ra thì giơ tay. Dứt lời, tiên vương như được đúc thành từ kim loại là người ra tay đầu tiên, sau đó lại có thêm tiên vương giơ tay lên. Vạn Cổ Tiên Vương đảo qua, trong lòng bình tĩnh lại. Tiên vương đồng ý giao ra Lăng Hàn chưa đủ nửa số. Chẳng lẽ không có đem dân tâm thông thiên quan tính vào sao? Tiên vương của Thẩm gia đột nhiên nói. Đúng, dân tâm ủng hộ hay phản đối, nếu như không có dân tâm ủng hộ, tiên vực không còn người kế tục, sao có thể chống cự lại từng đợt công kích của dị vực chứ? Những tiên vương đồng ý giao ra Lăng Hàn đều nói. Vạn Cổ Tiên Vương cười lạnh, bình thường những người này trong mắt đám tiên vương này. Ngay cả võ giả thăng nguyên cảnh cũng chỉ như con sâu cái kiến, căn bản khinh thường nhìn thêm một cái. Hiện tại còn nói là dân tâm, quả thực đủ vô sĩ. Hắn vừa mới định nói ra. Ông, chỉ cảm thấy có một cổ thần niệm đáng sợ đánh úp lại, nặng nề như núi cao, đáng sợ kinh người. Tiên vương cửu trọng thiên thì thế nào chứ? Lúc này đều có cảm giác vô lực. Một con mắt xuất hiện. Sau đó khuôn mặt cũng từ từ xuất hiện trên bầu trời. Lập tức, khí thế khủng bố kia lần nữa tăng lên một cấp độ. Phong Tình thiên tôn. Không ít tiên vương cửu trọng thiên đều thấp giọng hô, vẻ mặt phức tạp. Thiên tôn, lực lượng cường đại nhất thế giới. Thế nhưng Phong Tình thiên tôn cũng không làm gì cho tiên vực, chỉ để mặc cho dị vực xâm lấn, bảo sao không khiến cho người ta thất vọng. Đau khổ cơ chứ. Thế nhưng ai dám ra mặt trách cứ. Thậm chí là nghị luận cũng không dám. Bái kiến đại nhân. Tất cả tiên vương đều cung kính hành lễ. Lăng Hàn cũng nhìn qua, dáng người của Phong Tình thiên tôn đường đường chính chính, nhìn qua bất quá chỉ hơn 20 tuổi, hai mắt có thần, giống như mắt trời, có thể nhìn thấu cả thiên địa. Bản tôn truyền dụ. Giao kẻ này ra, đổi lấy một kỷ nguyên hòa bình cho tiên vực. Phong Tình thiên tôn nói xong, khuôn mặt kia lại nhanh chóng tiêu tán. Hắn Hàn Lâm một đạo thần niệm cũng chỉ để nói một lời như vậy mà thôi. Vạn Cổ, ngươi nghe rõ rồi chứ? Phong Tình đại nhân đã hạ chỉ lệnh. Trọng Kim Tiên Vương nói. Một vị thiên tôn trực tiếp hạ lệnh, như vậy giao ra Lăng Hàn là chuyện ván đã đóng thuyền. Ai cũng không có khả năng thay đổi. Vạn Cổ Tiên Vương nắm chặt tay, ánh mắt đảo qua. Đại bộ phận tiên vương ủng hộ hắn trước đó đều cúi đầu xuống, hiển nhiên không dám đối nghịch với Thiên Tôn. Ai dám có lá gan như vậy chứ? Đã như vậy bắt lấy kẻ này đi. Trọng Kim Tiên Vương lạnh nhạt nói, đương nhiên hắn khinh thường ra tay với một tiên phủ cảnh nho nhỏ. Tiên Vương Thẩm Gia ra tay, hắn rất nguyện ý ra tay. Ha 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 ha, Lăng Hàn đột nhiên cất tiếng cười lớn, liều lĩnh tới mức không kiêng nể gì cả, khiến cho mỗi một vị tiên vương đều nhìn qua. Tiểu tử, đây không phải là khu vực trung lập, ngươi chỉ là con kiến nhỏ bé mà thôi. Tiên Vương Thẩm Gia lạnh lùng nói, vậy sao? Ánh mắt Lăng Hàn đảo qua nói, một đám tiên vương. Thực sự là cao cao tại thượng, tự cho là đúng. Các ngươi là người nào, có thể tùy ý quyết định vận mệnh của ta? Ta vì tiên vực cống hiến lớn như vậy, kết quả thì sao, chỉ đổi lấy vận mệnh mình trở thành tù nhân của dị vực. Ha ha, đây thực sự là cổ vũ lòng người. Các ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Trọng Kim Tiên Vương mở miệng nói, ngươi vì tiên vực hy sinh. Người đời sau đều sẽ nhớ kỹ tên của ngươi, vĩnh lưu sử sách. Chương 2506 tới 2510. Lăng Hàn cười đến càng thêm tùy tiện, hắn tản ra khi thiên thuật, lộ ra diện mạo và khí tức thật sự, lạnh nhạt nói, Hàn Lâm chỉ là tên giả của ta, thân phận chân thật của ta chính là Lăng Hàn, các ngươi nói phải nhớ kỹ tên của ta, làm sao nhớ? Nhiều tiên vương cũng không nói gì, ai có thể nghĩ tới Lăng Hàn lại là lấy thân phận giả đi tới Thông Thiên Quang? Có người như vậy sao? Đây chính là vì tiên vực mà chiến, cực kỳ quang vinh. Nhưng hiện tại bọn họ cảm giác bị Lăng Hàn tát một cái, còn nói phải nhớ kỹ tên của Lăng Hàn, nhưng ngay cả tên thật của người ta cũng tính sai. Khá lắm tiểu tử, lại dám lừa dối tiên vương, ngươi cũng thật là gan to bằng trời. Nếu không phải làm sự tình không thấy được ánh sáng gì, cần gì như vậy? Thẩm Gia Tiên Vương nói. Đây thực sự là nói bậy, nhưng một vị tiên vương mở miệng, vậy thì tương đương với khuôn vàng thước ngọc, giả cũng biến thành thật. Lăng Hàn cười nhạt, các ngươi thật làm cho ta thất vọng, có điều, vẫn có vạn cổ đại nhân cùng vài tiền bối bảo vệ ta, để ta cảm giác tiên vực có một chút xíu hy vọng cùng đáng giá cứu vớt. Không nên lại nói hưu nói vượng. Tiên phủ nho nhỏ, ngoan ngoãn im lặng. Thẩm Gia Tiên Vương ra tay, tóm về phía Lăng Hàn. Thiên Tôn đã hạ lệnh dụ, hắn tự nhiên trắng trợn không kiêng dè. Hắn biết Lăng Hàn có khởi nguyên ma phương, nhưng nơi này là Thông Thiên Quang, không phải khu vực trung lập, vậy chỉ có thể tìm hiểu đạo tắc mà thôi. Hơn nữa, Thiên Địa Nguyên Cương đối với hắn nửa điểm dùng cũng không có. Hắn là tiên vương tầng 7. Cái này vừa ra tay, tự nhiên là nắm chắc. Vạn cổ tiên vương muốn ra tay, nhưng càng nhiều tiên vương đều lạnh lùng nhìn hắn, để hắn không thể không đè xuống kích động, nếu ra tay, hắn sẽ gặp phải 10 tên tiên vương trở lên liên thủ vây công. Hắn không phải ngự hư tiên vương, không mãnh liệt như vậy. Ngươi cho rằng, ta chỉ có thể dựa vào khởi nguyên ma phương sao? Lăng Hàn cười gằn, trong lòng kêu một tiếng tiểu tháp, quanh, khí tức của hắn nhất thời tăng lên vô hạn, trong nháy mắt liền đột phá thăng nguyên cảnh, sau đó đạt đến tiên vương. Tầng 1, tầng 2, tầng 3. Mạnh mẽ của hắn thật giống như không có chừng mực. Các ngươi căn bản không biết lá bài tẩy của ta, quả thực buồn cười. Lăng Hàn lạnh lùng nói, lúc này. Khí tức của hắn đã bảo tố đến tầng 7, đủ để chống lại Thẩm Gia Tiên Vương. Thẩm Gia Tiên Vương mạnh mẽ dừng công kích, ngược lại không phải hắn cho là mình không phải đối thủ của Lăng Hàn, mà là biến hóa như thế cũng quá con mẹ nó khó mà tin nổi. Nơi này lại không phải khu vực trung lập, Lăng Hàn dựa vào cái gì mạnh như thế? Nhưng mà, khí thế của Lăng Hàn còn tăng vọt. Rất nhanh vọt qua tầng 8, bước vào tầng 9, còn tăng lên nữa. Hắc Tháp toàn diện thức tỉnh, giúp Lăng Hàn chiến một trận óng ánh. Trước khi rời đi khu vực trung lập, Lăng Hàn đã từng nói chuyện với Tiểu Tháp, thương lượng các loại khả năng xuất hiện, mà Lăng Hàn quyết định chính là, không thèm đến xỉa làm một vố lớn. Tiểu Tháp là thiên tôn bảo khí, tuy vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Nhưng dù sao đến tiên vực rất lâu, nó cũng xúc tích lượng lớn năng lượng, để Lăng Hàn tiến hành một cuộc chiến óng ánh vẫn không thành vấn đề. Nó không cách nào để cho Lăng Hàn phát huy ra sức chiến đấu của Thiên Tôn, nhưng trên Tiên Vương tầng 9, tiếp cận sức chiến đấu của chuẩn Thiên Tôn lại không khó. Lăng Hàn lạnh lùng nhìn Thẩm Gia Tiên Vương, ngươi không phải nhảy nhót rất vui sao? Lại nhảy cho ta nhìn một chút. Hết thảy tiên vương đều ngơ ngác, lúc này lực lượng của Lăng Hàn hoàn toàn nghiền ép bọn họ, thậm chí mạnh hơn Ngự Hư tiên vương một chút. Chuyện này, trên người của tiểu tử này lại còn có một chí bảo, cấp bậc thiên tôn. Vù, hắc tháp từ trong cơ thể của Lăng Hàn nổi lên, muốn cho Lăng Hàn chiến một trận óng ánh, nó nhất định phải hiện thân. Không biết bao nhiêu năm, hắc tháp xuất hiện lần nữa, nó treo ở trên đỉnh đầu của Lăng Hàn, buông xuống từng đạo hỗn độn khí, thân tháp màu đen tỏa ra lực lượng vượt qua quy tắc thiên địa, mặt ngoài kết từng phù văn, ngay cả tiên vương cũng không cách nào thấy rõ. Tam giới tháp. Có tiên vương lâu năm kinh ngạc thốt lên, bọn họ ở 8 kỷ nguyên trước đã là đại nhân vật. Đương nhiên gặp qua tam giới tháp. Đây là bảo khí của Duyên Sinh Thiên Tôn, năm đó Duyên Sinh Thiên Tôn lấy thân hợp đạo, phá hủy đường nối hai giới, tam giới tháp tách ra không gian, chẳng biết đi đâu. Món bảo khí này thời điểm đại chiến với dị vực bị trọng thương, hiện tại còn có thể nhìn thấy phía trên có vết thương do cường giả dị vực lưu lại, nhưng Thiên Tôn bảo khí phi phàm. Khí thế kia quá bá đạo. Nha, hóa ra Lăng Hàn là truyền nhân cách thế của Duyên Sinh Thiên Tôn. Ngẫm lại cũng làm người ta cảm thấy chua xót. Lúc trước Duyên Sinh Thiên Tôn vì tiên vực không tiếc tự hủy hy sinh mình, vì tiên vực đổi lấy 8 kỷ nguyên hòa bình, nhưng hiện tại ngược lại tốt, mọi người hưởng thụ chỗ tốt của Duyên Sinh Thiên Tôn hy sinh mang đến, lại bức đệ tử cách thế của hắn lên đường cùng. Ha 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 ha. Vạn Cổ Tiên Vương cười to, khóe mắt có huyết lệ chảy ra. Ánh mắt Lăng Hàn uy nghiêm đáng sợ, ra tay chộp tới Thẩm gia Tiên Vương, lão gia hỏa, lấy lớn ép nhỏ rất thoải mái đúng hay không? Hiện tại cũng cho ngươi thoải mái một hồi. Thời gian của hắn có hạn, thứ nhất hắc tháp không thể giúp đỡ hắn vẫn ở vào trạng thái này, thứ hai hắc tháp xuất thế. Không bao lâu nữa sẽ đưa 3 tên thiên tôn kia tới, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Thẩm gia Tiên Vương sắp khóc, hắn làm sao có thể nghĩ đến Lăng Hàn lại còn có một chiêu như thế. Cũng đúng, ai tin tưởng Khởi Nguyên Ma Phương lại không phải ác chủ bài mạnh nhất của Lăng Hàn. Hắn muốn trốn, có thể từ trong tay Tiên Vương tầng 9 đào mạng, nhưng đối mặt sức chiến đấu tiếp cận cấp bậc chuẩn thiên tôn, chạy trốn căn bản là không hiện thực. Lăng Hàn vồ một cái, Thẩm gia Tiên Vương liền lọt vào trong tay hắn. Hối hận không? Lăng Hàn hỏi, trong ánh mắt sát khí lẫm lẫm, lạnh giá như băng. Hối hận. Thẩm gia Tiên Vương gật đầu, quyết định hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Hắn thực sự là hối hận chết mất, mình là Tiên Vương tầng 7, tại sao lại muốn làm người tích cực dẫn đầu? Hiện tại được rồi, lại bị một tiên phủ cảnh nho nhỏ ở trước mặt mọi người nhục nhã. Lăng Hàn gật đầu, đột nhiên tay nắm chặt, đùng, Thẩm gia Tiên Vương lập tức hóa thành bọt máu, ở trước mặt lực lượng cấp chuẩn thiên tôn, căn bản không đỡ nổi một đòn. Soảng, nhất thời thiên lôi cuồn cuộn, có mưa máu tung bay, có vô tận đau thương lưu chuyển, thiên địa bi thương một tên tiên vương chết đi. Tiên vương tầng 7, liền chết mất như thế, bé nhỏ không đáng kể. Hết cách rồi, trước mặt Thẩm gia Tiên Vương là một vị chuẩn thiên tôn, chỉ là tầng 7 lại đáng là gì? Vừa nãy còn có bao nhiêu người đang kêu gào, đứng ra cho ta nhìn một chút. Lăng Hàn giang hai tay, cả người tắm rửa tiên vương huyết, như một vị đại ma vương từ thượng cổ đi tới. Trong khoảng thời gian ngắn, không một tiên vương dám nói tiếp. Tuy Lăng Hàn xác thực hung hăng, vẻn vẹn chỉ là một tiên phủ cảnh mà thôi, nhưng ai bảo hắn có một kiện thiên tôn cấp chí bảo, hơn nữa còn có thể thức tỉnh, cái này ngay cả tiên vương tầng 9 cũng phải nhượng bộ lui binh. Đầu kim loại, trước bắt ngươi khai đao. Lăng Hàn phẫn nộ ra tay, chộp tới Trọng Kim Tiên Vương. Hừ, ngươi cho rằng ta dễ bắt nạt sao? Trọng Kim Tiên Vương cười gằn, thực lực của hắn ở trong hết thảy tiên vương tầng 9 xếp tới trung du, tuyệt không phải Thẩm gia Tiên Vương có thể so sánh. Lăng Hàn vồ xuống một chưởng, Trọng Kim Tiên Vương vội vã lùi. Mặc dù trong miệng hắn nói rất hay, nhưng lại không biết kiên kỵ Lăng Hàn đến cỡ nào, chuẩn thiên tôn. Tuyệt không thể địch lại được. Lăng Hàn tiến công. Hiện tại hắn là tồn tại mạnh nhất toàn trường, sinh tử của bất luận người nào cũng ở trong một ý nghĩ của hắn. Có điều, hắn cũng có thể hiểu được ý nghĩ của đại bộ phận người bo bo giữ mình, không bị kích thích đến muốn đại khai sát giới, nhưng mấy người nhảy hung hăng nhất là nhất định phải giết. Hắn triển khai thần thông, từng bước ép sát. Có tiên vương tầng 9 gia nhập, giúp đỡ Trọng Kim tiên vương hóa giải nguy cơ. Tiên vương tầng 9 là trụ cột vững vàng của Thông Thiên Quang, bất luận cái nào cũng là sức chiến đấu cực kỳ quý giá, làm sao có thể trơ mắt nhìn chết ở trong tay Lăng Hàn. Nhưng Chuẩn Thiên Tôn quá mạnh mẽ, cường đại như Ngự Hư tiên vương cũng chỉ có phần thảm bại bỏ chạy, hơn nữa còn phải là toàn lực chạy trốn mới có thể thoát thân. Tiên vương khác thì ngay cả tư cách chạy cũng không có. Bởi vậy, Lăng Hàn chỉ 3 chiêu 2 thức liền đánh đổ Trọng Kim tiên vương, một cước giẫm xuống, vị tiên vương tầng 9 này hóa thành bọt máu, xoảng, trời giáng mưa máu, chúng sinh cùng nhau đau buồn. Quá kinh người, tiên phủ nho nhỏ lại giết chết tiên vương tầng 9. Tất cả mọi người thất sắc, cho dù Lăng Hàn mượn lực lượng của Hắc Tháp. Nhưng chiến tích như vậy vẫn cực kỳ kinh diễm. Không thể phục chế, thế gian lại có mấy món thiên tôn bảo khí. Sắc mặt Hồng Hoang âm trầm, hắn vạn lần không ngờ Lăng Hàn lại cũng là truyền nhân của một vị thiên tôn, hơn nữa mạnh hơn hắn chính là cái gì, trong tay đối phương còn có thiên tôn bảo khí. Hắn không thể so sánh. Có điều, trên mặt hắn không chút biến sắc. Chỉ là dưới chân di động, muốn cấp tốc chạy đi. Lăng Hàn lấy ra ác chủ bài, nhất định sẽ dẫn 3 vị thiên tôn lại đây, vì lẽ đó hắn chắc chắn phải chết, hiện tại đương nhiên phải tránh né mũi nhọn, nếu bị Lăng Hàn giết chết cũng quá không đáng. Muốn đi đâu? Lăng Hàn đột nhiên xuất hiện ở phía trước hắn, lấy ngữ khí lạnh lùng nói. Hồng Hoang không khỏi biến sắc. Hắn vốn muốn nhân lúc nhiều tiên vương vây công Lăng Hàn đào tẩu, không nghĩ tới Lăng Hàn ở trong trạng thái này còn giữ lại một con mắt cho hắn, để kế hoạch của hắn tuyên cáo thất bại. Sư phụ ta chính là Phong Tình thiên tôn, ngươi không muốn tự tìm đường chết. Hắn lâm nguy không loạn, uy hiếp Lăng Hàn. Lăng Hàn không khỏi nở nụ cười, Hồng Hoang, ta cho rằng ngươi sẽ không sợ chứ. Hồng Hoang hừ một tiếng, là một người sẽ sợ, chỉ là mỗi người đối mặt sợ hãi có phương pháp xử lý không giống. Có chính là quỳ xuống đất xin tha, có thì bình tĩnh phân tích, có là huyết dũng mà chiến. Hắn vừa nãy lời nói đúng mực, hơn nữa cũng là lời nói thật, có cái gì không thích hợp. Lăng Hàn, không nên sai lầm. Hồng Hoang bình tĩnh nói. Hiện tại người đi còn có một tia hy vọng. Bằng không, chắc chắn phải chết. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười nói, ta không tin. Nếu hắn đã nghĩ đến sẽ xuất hiện cục diện như thế, thì làm sao có khả năng sẽ không nghĩ tới đường lui. Hắn ra tay, chọc tới Hồng Hoang. Cút! Hồng Hoang nổi giận gầm lên một tiếng, chữ cút này lại hóa thành thực thể, tỏa ra khí thế chí cao vô thượng. Lại có một tia thiên tôn chi uy. Đây là thủ đoạn của Phong Tình thiên tôn gia trì ở trên người hắn, là dùng để ở thời điểm nguy hiểm nhất bảo mệnh, ngay cả một đòn của tiên vương tầng 9 cũng có thể hóa giải. Nhưng mà, hiện tại hắn đối mặt không phải tiên vương tầng 9, mà là Lăng Hàn cấp bậc chuẩn thiên tôn. Hoành, bàn tay lớn của Lăng Hàn hạ xuống, chấn chữ cúp này đổ nát, bàn tay lớn hầu như không dừng lại. Ầm ầm hạ xuống, một cái liền tóm lấy Hồng Hoang. Lăng Hàn, có dám đánh nhau cùng cấp không? Hồng Hoang rống to, hắn thật không cam lòng. Đường đường đế tinh, đồ đệ thiên tôn, tiền đồ tương lai không thể đo lường, tuyệt đối có thể tiến vào hàng ngũ mạnh nhất tiên vực. Chiến muội muội ngươi. Lăng Hàn không có để ý tới, quay đầu lại đấm ra một quyền. Đánh về phía một vị tiên vương tầng 9 muốn cứu viện Hồng Hoang, sau khi đấm ra một quyền, hắn từng bước ép sát, muốn nhất cổ tác khí giết chết đối phương. Càng nhiều tiên vương ra tay ngăn cản, rồi lại nơi nào chống đỡ được Lăng Hàn, chỉ thấy tiên huyết điệp không, lần lượt từng tên tiên vương bị Lăng Hàn đánh giết, trời cao không ngừng hạ xuống mưa máu. Căn bản không ngừng. Sắc mặt của Hồng Hoang càng ngày càng khó coi, Lăng Hàn giết tiên vương tầng 9 như làm thịt chó, hoàn toàn không do dự, vậy so sánh với đó hắn lại tính là gì? Không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai hắn cũng dừng lại ở tầng 9, hơn nữa còn là chuyện vô số năm sau này. Trận chiến này, Thông Thiên Quang tựa như cũng bị đâm ra lỗ thủng, tiên vương chết đi lấy mấy chục tính. Đều là mấy cái thích nhảy nhót nhất, muốn giao Lăng Hàn cho dị vực xử lý. Vù, một luồng khí thế đáng sợ kéo tới, giữa bầu trời bị xé ra một lỗ hổng, một bóng người hiện lên, mang theo uy thế không cách nào hình dung. Soảng! Thiên địa tức giận, lôi đình như mưa, ầm ầm đánh về phía người kia, như diệt thế. Cái này cho dù là tiên vương tầng 9 cũng sức đầu mẻ trán. Nhưng người kia không thèm để ý, chỉ coi lôi đình như mưa bụi, ánh mắt đảo qua, ngôi sao rung rẩy, phong vân xé rách, quá phi phàm. Phong Tình Thiên Tôn. Hắn xuất hiện. Sư phụ. Hồng Hoang lập tức kêu lên, trong giọng nói tràn ngập kinh hỉ. Dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần Phong Tình Thiên Tôn xuất hiện, như vậy tất cả đều có thể ung dung quyết định, hắn đương nhiên sẽ không chết. Thả người. Phong Tình Thiên Tôn từ tốn nói, nhưng tràn ngập uy thế chí cao vô thượng, ngay cả tiên vương tầng 9 cũng không tự chủ được mà thi hành theo. Đây là một loại lực lượng vượt quá quy tắc. Lăng Hàn chỉ lạnh lùng nhìn Phong Tình Thiên Tôn, không có một chút kính nể, coi như không có hắc tháp, hắn cũng từng lĩnh hội qua lực lượng trên quy tắc, tuy không mạnh như Phong Tình Thiên Tôn. Nhưng ở cấp độ của bản chất mà nói là tương đồng. Hắn lạnh nhạt nói, không thả. Phong Tình Thiên Tôn không nói gì, mà một tay thò ra, tóm tới Lăng Hàn, oanh, hắn vừa ra tay cũng đã đi tới trước mặt Lăng Hàn, nặng nề đè xuống. Xoảng. Thiên địa lại nổi lên kinh lôi, vô số cự nhân lôi đình hình thành, đều là tầng 9, thậm chí vô hạn tiếp cận chuẩn thiên tôn. Thật giống như Ngự Hư tiên vương, chỉ là số lượng này nhiều thái quá. Những cự nhân lôi đình này nhào tới, triển khai đánh mạnh về phía Phong Tình Thiên Tôn. Tiên vương tầng 9 lấy vạn tính. Thật đáng sợ. Chẳng trách trước đó Ngự Hư tiên vương nói, thiên tôn bị thiên địa ghen ghét, không cách nào tùy ý ra tay, xác thực. Hắn chỉ hiện thân liền bị thiên lôi quấn quanh người. Vừa ra tay càng bị thiên địa nhằm vào, hóa ra ngàn tỷ tiên vương tầng 9 vây công, khủng bố vô biên. Lăng Hàn vội vã lùi, chuẩn thiên tôn chỉ mang chữ chuẩn, làm sao có thể ngang hàng thiên tôn chân chính. Phong Tình Thiên Tôn không sợ những cự nhân lôi đình kia, căn bản không đi chống đỡ, thân thể xông về phía trước, oành oành oành, chỗ thân hình hắn đi qua, hết thảy cự nhân lôi đình đều bị đụng nát tan. Căn bản không tạo thành một chút xíu thương tổn cho hắn. Tốc độ của hắn quá nhanh, trong nháy mắt liền đuổi theo Lăng Hàn. Lăng Hàn cười ha ha nói, thiên tôn thì đã làm sao, tuyệt không phải là không gì không làm được. Đùng, hắn dùng sức nhéo, cái cổ của Hồng Hoang nhất thời bị hắn bẻ gãy, lực lượng quy tắc xung kích, thức hải của Hồng Hoang cũng bị đánh nổ. Bị chết triệt để. Lăng Hàn không có lập tức đánh giết Hồng Hoang, chính là muốn hoàn thành ở trước mặt Phong Tình Thiên Tôn, cho đối phương biết, cho dù là thiên tôn thì đã làm sao, tương tự có sự tình không cách nào làm được. Hắn giương tay vung một cái, vứt thi thể của Hồng Hoang ở một bên, sau đó thân hình lóe lên đã tiến vào hắc tháp, xèo, hắc tháp bạo phát hết tốc lực. Bay về phía khu vực trung lập. Đi được sao? Lại một âm thanh lạnh lùng vang lên, bầu trời xé rách, đi ra một tồn tại vô thượng, khí thế kinh người. Cửu Ngũ Thiên Tôn. Phong Tình Thiên Tôn từ tốn nói, giao nghiệp tử kia cho ngươi. Việc nhỏ. Cửu Ngũ Thiên Tôn gật đầu, nhanh chóng đuổi theo Lăng Hàn. Phong Tình Thiên Tôn đưa tay về phía Hồng Hoang nói, trên đời này có sự tình bản tôn không làm được sao? Ha ha. Trong tay hắn có hào quang phun trào, hóa ra một viên phù văn, tràn ngập sinh cơ. Xoảng, giữa bầu trời lôi đình càng rực cháy. Thật giống như nứt ra một cái miệng lớn, càng nhiều cự nhân lôi đình tuôn ra, như thủy triều giết về phía Phong Tình Thiên Tôn. Ta muốn ngươi sống, ngươi liền có thể sống, ta muốn ngươi chết, ngươi cũng chỉ có thể chết, trời cũng không thể ngăn trở. Phong Tình Thiên Tôn từ tốn nói, một bên ấn phù văn xuống, oanh, trong cơ thể Hồng Hoang nhất thời thả ra tia sáng chói mắt, viên phù văn kia hóa ra một hư ảnh, thu lại tiến vào trong thân thể Hồng Hoang. Tồn tại cấp bậc tiên vương có thể bắt giữ được, thần hồn của Hồng Hoang nguyên bản đã tan nát lại ở dưới một luồng lực lượng thần bí ngưng tụ, lần nữa tiến vào thân thể của hắn. Đồng thời, đang nhanh chóng hợp thành một thể. Trong nháy mắt, hết thảy tiên vương đều há to miệng, khiếp sợ thất thanh. Người chết, đạo diệt, vừa nãy Hồng Hoang tuyệt đối đã hồn phi phách tán, chết đến mức không thể chết thêm, phải biết hiện tại Lăng Hàn là chuẩn thiên tôn. Muốn giết một tiên phủ còn không đơn giản sao? Ạch, Hồng Hoang phát ra một tiếng rên rỉ. Đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn đầu tiên là mờ mịt, sau đó phản ứng lại, vội vàng quỳ xuống với Phong Tình Thiên Tôn, tạ ơn sư phụ cứu mạng. Những tiên vương kia càng kinh hãi, quá kinh người, ngay cả bọn họ cũng không thể tin tưởng, lực lượng thiên tôn đạt đến mức độ cỡ nào, thậm chí ngay cả người chết cũng có thể cứu sống. Có điều, trong lòng bọn họ cũng có chút suy đoán. Đây chỉ hữu hiệu đối với người vừa mới chết, tuy thần hồn đổ nát nhưng không tản ra, quy về thiên địa, bằng không ngay cả thiên tôn cũng không thể ra sức. Dù như vậy, cái này vẫn cực kỳ khiếp sợ, thủ đoạn nghịch thiên. Viên phù văn kia đến cùng là cái gì? Tiên vực có quy tắc như vậy sao? Soảng! Một đạo nộ lôi đột nhiên đánh về phía Hồng Hoang, cái này hoàn toàn vượt quá phạm vi của tiên phủ. Đạt đến cấp bậc tiên vương. Hồng Hoang khởi tử hoàn sinh hoàn toàn trái với quy tắc thiên địa, vì lẽ đó thiên địa muốn hạ xuống lôi phạt, xóa đi nhân vật như vậy. Phong Tình Thiên Tôn vung tay lên, nhìn về phía bầu trời, bản tôn muốn người sống, ngươi giết không được, vạn tầng nhân quả, bản tôn đến kháng. Soảng, thiên địa càng thêm tức giận, liên tiếp hạ xuống nộ lôi. Nhưng mạnh nhất cũng chỉ có thể là tầng 9, bất quá số lượng quá nhiều, dù tiên vương tầng 9 mạnh hơn cũng sẽ bị dây dưa đến chết, nhưng đối mặt một vị thiên tôn, cái này là trò đùa. Non nửa ngày sau, thiên lôi biến mất, tuy thiên địa mạnh mẽ, nhưng phải dựa vào quy tắc làm việc, thiên phạt cũng chỉ có thể kéo dài nửa ngày, chịu đựng được, vậy thì coi như là đạt được thiên địa tán thành. Nói cách khác, Hồng Hoang thật sống lại, sẽ không bị thiên địa nhằm vào nữa. Thủ đoạn này, nghịch thiên, thực sự là nghịch thiên rồi. Hết thảy tiên vương đều lấy ánh mắt kính sợ nhìn Phong Tình Thiên Tôn, hầu như không có ai từng thấy thiên tôn ra tay, nhưng hiện tại chỉ thấy một chút uy năng, liền để bọn họ biết năng lực của thiên tôn vượt qua tưởng tượng cực hạn của bọn họ. Phong Tình Thiên Tôn chắp hai tay sau lưng, hắn nhìn về phía khu vực trung lập, lông mày đột nhiên cau lại. Oanh, một tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến, một luồng lực xung kích không cách nào hình dung bao phủ, toàn bộ Thông Thiên Quang kịch liệt rung rẩy, từng khối gạch đá rơi xuống, thật giống như cũng bị phá hủy. Khi một đòn này đi qua, mọi người thình lình phát hiện. Xa xa xuất hiện một lỗ thủng to lớn, năng lượng kinh khủng từ đó sinh ra, chảy ngược về phía bầu trời, có thể nhìn thấy, bên trong quy tắc hóa thành biển, liên miên bất tuyệt. Khu vực trung lập biến mất rồi, bây giờ đã biến thành vòng xoáy năng lượng cuồng bạo. Vòng xoáy năng lượng như vậy, ngay cả tiên vương tầng 9 cũng không thể xông, nhất định sẽ bị thắt cổ. Bởi vì cái này vượt quá quy tắc, mà là thiên địa đang gầm thét. Lực lượng to lớn như vậy, e là thiên tôn cũng phải tránh xa, chẳng trách Phong Tình Thiên Tôn sẽ cau mày. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lại nói Lăng Hàn điều khiển hắc tháp bay nhanh, xèo, tốc độ nhanh kinh người, tuy Cửu Ngũ Thiên Tôn xuất hiện, nhưng tiểu tháp trước liền hoàn toàn tự tin, mặc dù không cách nào ngang hàng thiên tôn. Nhưng muốn trốn tránh thiên tôn truy sát lại không khó. Ngươi chạy không được. Cửu Ngũ Thiên Tôn ra tay, âm thanh vẫn không có truyền tới, tay đã ấn tới, càng đuổi sát phần đuôi của hắc tháp. Giống Phong Tình Thiên Tôn, hắn cũng bị vô số cự nhân lôi đình oanh kích, tuy không gây thương tổn được hắn, nhưng vẫn ảnh hưởng đến hắn ra tay, tốc độ của hắn. Một chưởng vỗ xuống. Chỉ thấy hắc quang lấp lóe, hắc tháp hiểm mà lại hiểm chạy trốn ra, tiếp tục đi nhanh. Tiểu tháp tự tin không phải là thổi. Cửu Ngũ Thiên Tôn hừ một tiếng, trong lòng hắn có chút không thoải mái, luôn cảm thấy Lăng Hàn cùng mình có liên hệ nhân quả. Cho dù là thiên tôn, rời đi thời gian trường hà cũng bị chém ký ức, bởi vì đây là lực lượng thiên địa, chỉ cần ngươi còn đứng ở trong vùng thế giới này buông tay chiến một trận. Nói rõ thực lực của ngươi không mạnh bằng thiên địa, vậy làm sao có khả năng đối kháng thiên địa đây? Với thiên tôn mà nói, cảm giác như vậy rất ít, nhưng nếu xuất hiện, hắn phải làm một cái rõ ràng. Cửu Ngũ Thiên Tôn lại ra tay, chọc tới Lăng Hàn. Nhưng tốc độ của hắc tháp nhanh bực nào, chỉ lóe lên liền tiến vào khu vực trung lập. Hoành! Đòn đánh này của Cửu Ngũ Thiên Tôn đánh vào trên thiên địa của khu vực trung lập. Toàn bộ thiên địa nhất thời rung chuyển không ngớt, thật giống như thủy tinh làm thành, lúc nào cũng có thể đổ nát. Dù ở trong hắc tháp, Lăng Hàn cũng phun ra một ngụm máu, hắn và khu vực trung lập là một thể, đối phương tổn thương, mình cũng tổn thương. Nhưng mà, hắn không chút do dự ra hắc tháp, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn đã xuất hiện ở một đầu khác của khu vực trung lập. Đầu giáp giới với thiên địa dị vực kia. Hình thể của hắn thay đổi, trên đầu sinh ra hai sừng, đuôi dài, hai chân biến thành hình móng bò, da dẻ đỏ chót. Mà khí tức của hắn cũng phát sinh kịch biến, cực kỳ yếu, nhưng cùng dị vực hoàng mỹ dung hợp làm một thể. Đùng, hắn một cước vượt qua, tiến vào thiên địa của dị vực, mà thiên địa dị vực lại không phản ứng chút nào. Cũng không nhằm vào. Đúng, xưa nay Lăng Hàn không có suy nghĩ qua tị nạn ở trong khu vực trung lập, hắn đã sớm nghĩ kỹ đường lui, kia chính là dị vực. Tại sao? Thứ nhất, tam giới tháp đã hiện, hắn kế tiếp nhất định sẽ bị thiên tôn truy sát, vậy nhiều nhất chỉ đạt đến thập nhất bí, vĩnh viễn vô vọng lại bước vào thăng nguyên cảnh, đây là hắn không thể nào tiếp thu được. Chỉ có trốn vào dị vực, đám người phong tình thiên tôn mới không cách nào truy sát vào, hơn nữa, coi như đuổi vào hắn cũng không sợ, quy tắc hai giới không giống, thiên tôn cũng không cách nào suy tính vị trí của hắn. Thứ hai, cấp độ quy tắc của dị vực cao hơn tiên vực, ở đây tu luyện, hắn có thể tăng sức chiến đấu của mình lên càng nhanh chóng. Đương nhiên, hắn hầu như chưa tiếp xúc qua quy tắc của dị vực. Cần bắt đầu lại từ đầu, tỉ như hiện tại, tu vi của hắn đã rơi xuống tới sáng thế cảnh. Vì hoàn toàn che giấu thân phận, Lăng Hàn từ bỏ tất cả quy tắc tiên vực, sức chiến đấu của bản thân hắn đã hạ thấp vô hạn, thế nhưng, trong hắc tháp còn có quy tắc của tiên vực, tuy không chiếm được bổ sung, nhưng đủ để Lăng Hàn lấy ra, phát huy sức chiến đấu của nhị bí đế tinh. Oanh oanh liệt liệt mà chiến đấu thật nhiều lần. Thứ ba, các nàng hổ nữ, nữ hoàng cũng có thể ở dị vực rèn luyện, nói không chắc có thể tái tạo cơ sở, bước vào hàng ngũ đế tinh. Lăng Hàn làm việc, chưa từng có dây dưa dài dòng, bởi vậy khi hắn làm ra quyết định, liền không chút do dự hành động. Hắn nhanh chân mà đi, cái này đã là thiên địa của dị vực, mà hiện tại hắn chỉ là cấp bậc sáng thế cảnh. Cũng chính là ngũ liên ở dị vực, thực lực thấp đến đáng thương, khá giống lúc trước hắn mới vừa tiến vào tiên vực. Có điều, cảnh giới chân thực của hắn là tiên phủ, cho dù trùng tu quy tắc dị vực, tốc độ tu luyện của hắn cũng nhanh đến mức kinh người, chỉ là cần làm ra một ít điều chỉnh rất nhỏ mà thôi. Hắc tháp không thể dùng, không chiếm được lực lượng thiên địa của tiên vực bổ sung. Dùng một điểm ít một chút, chỉ có thể ở thời điểm mấu chốt nhất vận dụng. Lăng Hàn thầm nói, một bên nhanh chân mà đi. Thể thuật của hắn rất sớm liền đạt đến thăng nguyên cảnh, tuy đây đối với sức chiến đấu tăng lên không có trợ giúp quá to lớn, nhưng vào lúc này có tác dụng lớn, cho dù không có lực lượng quy tắc giúp đỡ, tốc độ của hắn cũng cực kỳ nhanh. Đủ để sánh ngang Trảm Trần. Nha, đến nơi này, phải nói là lục liên. Hoành, ở sau người hắn, khu vực trung lập rung rẩy dữ dội, để sắc mặt hắn trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi. Cửu Ngũ Thiên Tôn còn oanh kích khu vực trung lập, thật giống như muốn mạnh mẽ xông tới. Một luồng khí thế đáng sợ dâng lên, ở bên dị vực xuất hiện một bóng người cao tới ngàn tỷ trượng. Cả người có ngọn lửa quấn quanh, đáng sợ không thôi. Xích Viêm Thiên Tôn. Đạo huynh, ngươi đây là ý gì? Xích Viêm Thiên Tôn từ tốn nói. Muốn phá hoại thỏa thuận giữa chúng ta sao? Cửu Ngũ Thiên Tôn lập tức truyền tới thần thức, truyền nhân của Duyên Sinh trốn vào khu vực này, bản tôn nhất định phải bắt được hắn. Nhưng nếu ngươi phá hủy vùng thế giới này, tất nhiên sẽ phá hoại tính ổn định của đường nối hai giới. Xích Viêm Thiên Tôn trần thuật quan hệ lợi hại. Đạo huynh, không nên quên theo đuổi của chúng ta, còn có cái gì so sánh được? Cửu Ngũ Thiên Tôn hừ một tiếng nói, tiểu tử kia còn được khởi nguyên ma phương, hiện tại trốn vào khu vực này, nếu không nổ nát, có ai làm gì được hắn? Hả? Xích Viêm Thiên Tôn sững sờ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới truyền nhân của Duyên Sinh Thiên Tôn cùng tiểu tử đạt được khởi nguyên ma phương lại là một người. Cơ duyên thật lớn. Hắn nói. Cửu Ngũ Thiên Tôn gật đầu, hiện tại, ngươi biết vì sao bản tôn muốn kiên trì diệt trừ hắn chứ? Vì phòng ngừa xuất hiện Duyên Sinh Thiên Tôn thứ hai, người này nhất định phải diệt trừ. Xích Viêm Thiên Tôn đồng ý. Vậy cùng một chỗ phá hủy vùng thế giới này. Cửu Ngũ Thiên Tôn nói. Một mình hắn đương nhiên cũng có thể làm được, nhưng dù sao cần chút thời gian, mà hắn là không muốn xuất hiện bất kỳ bất ngờ, bởi vì thời gian hắn xuất hiện càng lâu, phản vệ của thiên địa liền càng lợi hại, đến cuối cùng thậm chí sẽ bị thiên địa trực tiếp trấn áp, đây là hắn cũng không thể chịu đựng. Oanh, hai đại thiên tôn đồng thời ra tay, oanh kích khu vực trung lập. Qua, ở nơi xa xôi, Lăng Hàn không ngừng thổ huyết, chỉ cảm thấy thân thể muốn sụp đổ. Cũng còn tốt, ý nghĩ của Xích Viêm thiên tôn đều ở oanh kích khu vực trung lập, bằng không chỉ cần tùy ý quét qua liền có thể phát hiện sự tồn tại của hắn, nói không chắc sẽ nhìn ra đầu mối. Non nửa ngày sau, oanh, toàn bộ khu vực trung lập phá nát, Lăng Hàn cũng hầu như phun ra một giọt máu cuối cùng trong cơ thể, suy yếu đến trình độ cực cao. Hắn lão đảo tiến lên, muốn rời khỏi địa phương nguy hiểm này. Hả? Ồ! Cửu Ngũ Thiên Tôn cùng Xích Viêm Thiên Tôn đều phát ra tiếng kinh ngạc, bởi vì tuy đánh nổ khu vực trung lập, hóa thành vòng xoáy năng lượng cuồng bạo, nhưng không có nhìn thấy Lăng Hàn từ bên trong trốn ra. Tiểu tử này có hắc tháp bảo vệ, lại là chủ của khu vực trung lập, khẳng định có thể ở trước khi thiên địa tan vỡ trốn ra được, làm sao không có động tĩnh gì. Đạo huynh, ngươi xác định tiểu tử kia tiến vào khu vực này? Xích Viêm Thiên Tôn hỏi. Đây là phí lời, Thiên Tôn làm sao có khả năng nhìn lầm. Cửu Ngũ Thiên Tôn lắc đầu nói, lẽ nào ngươi không nhìn thấy tiểu tử kia trốn vào bên ngươi? Chưa từng. Xích Viêm Thiên Tôn lắc đầu. Nếu có một người tiên vực tiến vào nơi này, vậy sẽ như Thái Dương trong bóng tối, tuyệt đối không thể tránh được bản tôn cảm ứng. Cửu Ngũ Thiên Tôn biến sắc, tiểu tử kia đạt được khởi nguyên ma phương, kia là giao hòa của thiên địa hai giới, tất nhiên sẽ mang theo một chút lực lượng quy tắc bên ngươi. Xích Viêm Thiên Tôn sửng sốt một chút nói. Ý của đạo huynh là tiểu tử kia đã tìm hiểu ra quy tắc giới ta, ngụy trang thành một thành viên giới ta. Nếu không thì, tuyệt đối không thể giải thích việc này. Cửu Ngũ Thiên Tôn rất khẳng định nói, Lăng Hàn trốn vào nơi này tuyệt không phải là vì chờ chết. Được, bản tôn lập tức phát ra sắc lệnh, đuổi bắt tên tiểu tử kia. Xích Viêm Thiên Tôn gật đầu. Cho dù hắn có thể tìm hiểu quy tắc của bản giới, nhưng tu vi tất nhiên cực kỳ yếu ớt, bản tôn sẽ giám sát thiên hạ, xuất hiện bất kỳ tình huống dị đoan nào cũng sẽ không tránh được tai mắt của bản tôn. Vậy thì phiền phức đạo huynh. Cửu Ngũ Thiên Tôn cười nói. Đều là chân chính siêu thoát thiên địa, không cần khách khí. Xích Viêm Thiên Tôn cũng cười cợt, sau đó quay người lại, thân ảnh khổng lồ biến mất. Nếu như có người tiên vực ở đây, tất nhiên sẽ kinh hãi đến biến sắc. Cửu Ngũ Thiên Tôn lại cùng Thiên Tôn dị vực cấu kết làm bậy, phản phất như tri giao hảo hữu. Chẳng trách dị vực xâm lấn, ba tên Thiên Tôn chưa bao giờ ra tay, người ta là đạo huynh dài, đạo huynh ngắn mà xưng với nhau. Mà lúc này, Lăng Hàn đã chạy đến một sơn thôn, kiến trúc ở nơi này tuyệt nhiên không giống tiên vực. Dùng gỗ dựng thành gian phòng, khắp nơi có gậy vóc nhọn cắm vào, thật giống như biến toàn bộ gian phòng thành con nhím. Ở đây cư trú đều là hình người, nhưng có mọc ra một sừng, có song sừng, tam giác, đây là khác biệt duy nhất. Lăng Hàn không vào trong thôn, mà ở trong ngọn núi phụ cận tìm một chỗ yên tĩnh, bắt đầu khôi phục thương thế. Tất cả đan dược trong tay hắn đều vô dụng. Hơn nữa, bất diệt thiên kinh cũng không còn tí tẹo tác dụng, bởi vì nó lấy chỉ là quy tắc của tiên vực, ở đây không thể thực hiện được. Cũng còn tốt, thể phách của Lăng Hàn thực quá kinh người, đây là chân thật, sẽ không bởi vì thiên địa không giống, thể phách sẽ chịu suy yếu. Hắn dựa vào thể phách của mình chậm rãi khôi phục, dù sao không phải bản thể bị thương, mà là bị thiên địa đổ nát phản vệ, điều này cần vẻn vẹn chỉ là thời gian. Hiện tại, Lăng Hàn có rất nhiều thời gian. Hắn tiến vào hắc tháp, bên trong đã đình chỉ gia tốc thời gian, cái này sẽ tiêu hao lượng lớn lực lượng của hắc tháp, ở đây liền thành một sự tình xa xỉ. Lăng Hàn, xảy ra chuyện gì? Hổ nữ liền vội vàng hỏi. Nữ hoàng đỡ hắn dậy. Dùng lồng ngực cực kỳ co giãn, kiêu ngạo, mê người của nàng để Lăng Hàn gối đầu. Lăng Hàn cười cợt nói, suýt chút nữa đánh nhau với mấy thiên tôn. Mọi người không khỏi đổ mồ hôi, vị phu quân này thực sự là càng ngày càng có thể nói. Mấy nữ lưu vũ đồng cũng lại đây, Lăng Hàn nói tình huống bây giờ một chút, để chúng nữ kinh ngạc, các nàng lại đến dị vực. Không cần lo lắng. Lăng Hàn cười nói, lấy ra khởi nguyên ma phương. Cái này nguyên bản đã cùng hắn hợp thành một thể, hắn căn bản không có cách nào lấy ra, bởi vì lực lượng của hắn to lớn hơn nữa cũng không thể ngang hàng thiên địa. Nhưng hiện tại khu vực trung lập đã phá hủy, Khởi Nguyên Ma Phương cũng thành vật dẫn lĩnh ngộ quy tắc hai giới thuần túy. Mọi người đều chuẩn bị tinh thần làm người dị vực nhiều năm đi. Cũng còn tốt chính là, các nữ đều bước vào trảm trần, nắm giữ tư cách tiếp xúc quy tắc thiên địa, bởi vậy mọi người luân phiên cầm Khởi Nguyên Ma Phương, cũng có thể tìm hiểu một vài thứ. Đáng tiếc chính là, gia tốc của Hắc Tháp cùng luân hồi thụ đều không thể dùng. Tất cả những thứ này nói trắng ra chính là quy tắc, chính là lực lượng thiên địa, nhưng hai người đều căn cứ vào tiên vực. Bây giờ rời tiên vực, thật giống như con cá rời nước, thành bèo không rễ, chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao hết lực lượng. Hắc Tháp còn có tác dụng, chí ít có thể ẩn thân, vì lẽ đó tự nhiên không thể tiêu hao lực lượng, mất đi tác dụng trọng yếu nhất này. Tốn thời gian liền tốn thời gian đi, không vội. 1 năm rồi lại 1 năm, chí ít 300 năm sau, Lăng Hàn mới rốt cục khôi phục thương thế. Mà các nữ cũng ở trên lĩnh ngộ quy tắc hơi có một ít tiến bộ, nhưng cách có thể ngụy trang thành người dị vực, Đường Hoàng hiện thân lại không biết còn bao lâu nữa. Cũng còn tốt, thiên nhân kiếp mỗi cách 100 triệu năm mới sẽ đến một lần, các nàng còn không cần lo lắng. 1.000, 5.000 năm, 3.000 năm. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Lăng Hàn cùng chúng nữ hưởng thụ nhàn nhã hiếm thấy. Cuộc sống yên tĩnh, nếu không phải bọn họ còn có quá nhiều lo lắng, ngược lại thật dự định cứ như vậy qua cả đời. Cảm ơn các bạn đã nghe hết video này. Đừng quên nhấn nút like và nút đăng ký theo dõi kênh Nhà Đọc Truyện để nghe những video mới nhất nhé.